Tranh bá thiên hạ chương 563, không vật hữu dụng. Phương giải ấy nấy cười nói với tan táp táp. Kỳ thực vừa rồi lúc ta nói những lời đó, ngay cả ta cũng giật mình, hiện tại bắt đầu hơi hối hận rồi, cho nên ta muốn lập tức rời đi. Nhìn cô thêm một khắc thì sự kháng cự của ta càng yếu, cho nên cứ như vậy đi, ta về trước. Chào tạm biệt đại quốc sư. Tan táp táp dường như rất khó lý giải. Chẳng phải nam nhân các ngươi rất thích làm việc đó sao? phương giải gật đầu thích a à, không có mấy người không thích nhất là nữ tử như cô cho dù trong mơ cũng khó mà gặp được tang táp táp cau mày sau đó đứng dậy nhìn phương giải rất chân thành nói ngươi không phải là đối thủ của ta phương giải ngơ ngác chợt phát hiện mình có khả năng bị cô gái tuyệt sắc này bắt buộc phải quan hệ với nàng ta kiếp trước lúc cười đùa với bạn bè không ít lần nói tới chuyện này Chẳng hạn như có mỹ nữ nào đó vang cầu ngươi cường bạo nàng ta Nhưng vui cũng chỉ là vui Không ai cho rằng nó là thật Hôm nay Phương giải nhìn thấy tan táp táp rất nghiêm túc Nói rằng ngươi không đánh lại ta Hắn không khỏi sửng sốt Đây nên coi là cái gì vậy Nhìn vẻ mặt thành thật nghiêm túc của tan táp táp Liền biết nàng không nói đùa Có lẽ một giây sau khi Phương giải nói không đáp ứng Nàng ta thực sẽ ra tay đẩy ngã Phương giải rồi sau đó Phương giải quơ quơ đầu, sau đó không nhịn được bật cười. Có phải cô nghĩ đó là một chuyện rất dễ dàng, rất nhanh chóng không? Phương giải ngồi xuống ghế đá, cười vô lại nói. Vậy ta dạy cho cô một vài kiến thức cơ bản, đúng vậy, quả thực ta đánh không lại cô, nhưng dù cô ra tay khống chế được ta, thì có tác dụng không? Cô có biết tiếp tục như thế nào không? Quần áo còn chưa cởi ra, người của ta sẽ cảm giác được sự biến hóa của nguyên khí thiên địa. Thời gian ngắn như vậy, cô cho rằng chỉ cần một động tác là xong chuyện à. Hắn thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nói. Không phải là một động tác, mà cần rất nhiều động tác. Hơn nữa toàn thân đều phải phối hợp, chẳng hạn như tay, miệng, thắt lưng, còn phải chụp chụp chụp. Câm mồm. Tan táp táp đỏ mặt nói. Không được nói nữa. Phương giải nhún vai nói. Ta chỉ muốn giải thích cho cô biết, chuyện này không phải cứ cường bạo là được đương nhiên cô có thể không tin. Nếu cô thực sự thành công, thì ta cũng có được một lời giải thích với mấy nàng kia. Ta sẽ nói rằng ta là bị bắt buộc, tuy các nàng ấy có thể không tin, nhưng ít nhất là ta không làm trái lương tâm. Cô nói có đúng không? Ngươi đúng là một tên vô lại. Tang tác tác bỗng nhiên cả giận nói. Phương giải đứng dậy, đi ra ngoài. Thế đạo này thật lắm chuyện kỳ lạ. Ta thật vất vả mới quân tử được một lúc, thì cô lại nói ta vô lại cự tuyệt lên giường với nữ nhân như cô sao lại bị coi là vô lại rồi ta biết nói lý với ai bây giờ ta biết rằng cô tới tìm ta với thái độ nghiêm túc nhưng đây quả thực không phải là một chuyện cứ nghiêm túc là làm được cô căn bản không biết gì cả cho nên cô trở về đọc thêm sách chẳng hạn như kim bình hà mà quên nơi này không có sách đó trở về đi phương giải cúi đầu chỉnh lại cái ghế đá sau đó thuận tiện cắt tỉa những cành hoa tán loạn mọc trên tường. Hắn làm việc này rất tự nhiên. Ta thực không ngờ lần đầu tiên gặp mặt đại quốc sư của mông nguyên lại là chuyện tốt khiến người ta ngứa ngáy trong lòng như vậy. Mà ta hết lần này tới lần khác lại ngốc nghếch cự tuyệt. Vì sao ngươi phải chỉnh lại cái ghế, cắt tỉa cành hoa? Tăng táp táp đột nhiên hỏi. Phương giải suy nghĩ một lát rồi nói. Lấy đâu ra nhiều vì sao như vậy, chỉ là thuận tay mà thôi ta phải trở về rồi, người của ta còn đang chờ ta. Hắn bước đi ra ngoài, bạch sư hỗn độn liếc nhìn tan táp táp một cái, đứng dậy cọ cọ vào tay nàng, sau đó quay đầu đi theo phương giải. Nhìn ra được trên mặt bạch sư có sự ấy nấy. Tan táp táp nhìn bóng lưng của phương giải, sau đó lại nhìn ghế đá và cành hoa, bỗng nhiên cười cười. Nàng cầm bút ký mà phương giải không mang theo kia lên, đi ra ngoài bìa rừng. Phương giải cảm giác tan táp táp đi theo sau, hắn quay đầu lại, hiếu kỳ hỏi. Còn có việc gì à? Tan táp táp lắc đầu. Không có, chỉ là đi theo ngươi. Phương giải nói. Làm đại quốc sư môn nguyên, làm trưởng giáo hoàng giáo, không phải cô có rất nhiều việc phải làm đó sao? Cô có vô số đệ tử cần phải dạy, còn phải trợ giúp khoát khắc đài môn ca chiến đấu với đại luân tự cơ mà. Những việc đó đều không quan trọng. Tang Tát Tát nói: Đại luân tự và gia tộc Hoàng Kim đều là kẻ thù của ta. Ta giúp phương nào kỳ thực đều là vì chính mình. Việc kéo dài hậu đại cho Tang gia quan trọng hơn, đây cũng là lý do mà ta vào đời. Nếu tìm được người thích hợp thì hoàng giáo, vương đình, đại luân tự, mấy thứ đó đều có thể vứt bỏ. Mặt khác, Tang Tát Tát nhìn Phương Giải, dùng giọng điệu khiến Phương Giải có chút phát điên, nói: Vừa rồi ngươi nói không sai quả thực ta không biết gì cả, cho nên ta tính toán đi theo ngươi, bởi vì bên cạnh ngươi có mấy nữ tử, ta có thể đi hỏi các nàng đó. Nếu các nàng không nói cho ta nghe, ta liền tự mình xem. Lý thẳng khí hùng. Đại doanh đã chuẩn bị xong, tất cả vật tư đều đã gom lại. Binh lính mới được chiêu mộ điều động đi một bộ phận, do lão binh chỉ huy có trách nhiệm bảo vệ lương thực. Lương thảo đồ quân nhu không cho phép xảy ra sai lầm phải biết rằng chỉ cần vượt qua khu lúc này tiến vào Tây Bắc Đại Tùy, thì có thể phải đối mặt với tàn binh phản quân hoặc là binh mã triều đình đã đói tới phát điên. Mấy vạn binh mã của Kim Thế Hùng đang rất khốn đốn rồi, thậm chí có người cởi trang phục quan quân để đi làm thổ phỉ. Mặc trang phục quan quân đó trên người, bọn họ không thể chém giết trộm cướp được. Cởi nó đi còn sống tốt hơn chút. Lúc ra tay cướp bóc dân chúng thì trong lòng cũng dễ dàng hơn. Cho nên, nếu tính toán trở lại Tây Bắc, thì việc đầu tiên chính là bảo vệ lương thực. Nếu muốn tới Hoàng Dương Đạo, phải vượt qua hơn nửa Tây Bắc. Chẳng may lương thảo có gì sơ xuất, thì cả kế hoạch đều bị thất bại. Lúc Phương giải rời khỏi lều quân, nhìn thoáng qua tan táp táp đang chống cầm ngồi ở trên đống bao tải đựng lương thực ngẩn người. Lúc trở lại quân doanh nàng đã đội lại mũ trên đầu, dùng khăn lụa che mặt lại, khôi phục lại sự thần bí. Nhưng động tác này vẫn lộ ra tuổi thật của nàng. Phương giải lắc đầu cười cười, sau đó đi tới lều lớn nghị sự, các tướng lĩnh đang chờ hắn. trải qua mấy ngày chuẩn bị, hiện tại có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. phương giải vén mành đi vào lều lớn, tất cả tướng lĩnh lập tức đứng thẳng người, chào theo nghi thức quân đội. chào đại tướng quân. phương giải khẽ gật đầu, sau đó đi lên phía đầu, khoát tay nói. ngồi xuống nói chuyện. các tướng ngồi xuống, chờ phương giải bố trí. ta đã thảo luận với quân sự nhiều ngày rồi lúc đầu chúng ta trở về trung nguyên tốt nhất là vẫn sử dụng cờ hắc kỳ quân mà triều đình đại tùy ban cho làm vậy mới có lợi chờ tới thời cơ thích hợp thì hẳn sửa lại màu cờ tuy nhiên quân sư đề nghị giờ là thời điểm ban chức vị và nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi người các ngươi đã đi theo ta nên danh bất chính thì ngôn bất thuận phương giải liếc nhìn tôn khai đạo một cái tôn khai đạo lập tức đi ra ý của đại tướng quân là Binh lực hiện tại của chúng ta có 69.800 người, trong đó tân binh có 12.000. Tân binh thì chia làm hai quân, một là Phi Lan quân, do Lục Phong Hầu xuất lĩnh, hai là Phi Hùng quân, do Gia Cát Vô Ngân xuất lĩnh. 3.000 thân binh của Đại tướng quân thì do Kỳ Lân xuất lĩnh, nhiếp tiểu cúc là phó tướng. Ngoại trừ 5.000 người tạo thành quân du doanh có trách nhiệm bảo vệ lương thực ra, còn lại chia làm bốn quân, mỗi quân một vạn người. Quân thứ nhất là phi sư quân, do hạ hầu bách xuyên làm tướng lan thành đống làm phó tướng đội quân thứ hai là phi hổ quân do trần định nam làm tướng tô mạng tử làm phó tướng đội quân thứ ba là phi ưng quân do trần bàn sơn làm tướng yến Cùng làm phó tướng đội quân thứ tư là phi báo quân do lưu húc nhật làm tướng lý thái làm phó tướng quân nhu doanh thì do thương quốc hận làm tướng các tướng lập tức đứng lên chắp tay nói đa tạ đại tướng quân từ Phương Giải Vương Tây nói: Ngày sau lên chức, lấy quân công làm chuẩn. Sau khi trở về Trung Nguyên, tất nhiên phải chiêu một binh lính, tới lúc đó có lẽ lại phải thay đổi một chút. Dù sao chúng ta đều là kỵ binh, giả chiến còn chiếm ưu thế, nhưng công thành nhổ trại vẫn phải dựa vào bộ binh. Trước khi tới Thảo Nguyên, ta đã ủy thác cho Cố Nhân tới Hoàng Dương Đạo trước, mang theo người của ta âm thầm chiêu binh. Có lẽ lúc chúng ta tới đó, đại quân đã có quy mô rồi. Mặt khác, sau khi các quân tách ra phải nghiêm thủ đúng quân luật những nơi đi qua mà có người nào quấy rầy dân chúng xúc phạm quân luật lập tức nghiêm trị kiêu kỵ doanh của trần hiếu nho chính là pháp doanh giám sát các quân sau khi trở về các người báo cho binh lính biết nếu bởi vì phạm quân luật rồi bị phạt thì không ai cứu được bọn họ vâng mọi người lại chắp tay phương giải dừng lại một chút rồi hỏi mọi người đã mọi người chỉnh tề trả lời chỉ chờ hiệu lệnh của đại tướng quân Tốt lắm Phương giải đứng lên Điều quân trở về Trung Nguyên Kinh kỳ đạo Trong một thôn nhỏ hẻo lánh cách thành trường An chừng 7, 800 dặm Trời chiều phía Tây Ánh nắng kéo dài những cái bóng của người nông dân mới đi làm ruộng về Một thiếu niên sạch sẽ nhưng gầy gò khiêng cái quốc trở về nhà Y chỉ chừng 16, 17 tuổi Cái cầm trơn bóng Không có một cọng râu nào lúc thôn dân đi qua nói lời vua đùa y đều mỉm cười đáp lại thoạt nhìn rất sáng sủa nhưng không ai chú ý tới trong mắt y luôn có sự thương cảm lo lắng một huynh đệ một thôn dân lau mồ hôi trên trán cười nói nhìn cậu không giống như nông dân chúng tôi làn da trắng trẻo như là gia đình giàu có lúc trước ta có hỏi qua cậu đã đính hôn chưa cậu vẫn chưa trả lời vợ của ta định mang lễ tới lý gia ở thôn đông để hỏi cưới con gái nhà lý gia cho cậu Đừng đừng. Thiếu niên được gọi là một huynh đệ vội vàng xua tay. Đây là việc lớn, đợi gia huynh trở về rồi nói sau. Hai huynh đệ nhà cậu chẳng giống sinh ra từ một mẹ tí nào cả. Ca ca thì thô lỗ cao lớn, đệ đệ thì lại thanh tú. Thông dân cười ha hả. Tuy nhiên cha mẹ cậu đều mất, huynh trưởng vi phu, đợi đại ca cậu trở về rồi nói sau. Tối nay vợ ta có nấu móng heo, cậu có muốn tới uống một chén không? dạ thôi cảm ơn thúc thúc thiếu niên vội vàng nói tính toán thời gian thì hôm nay chắc gia huynh sẽ về nhà cháu còn phải trở về nấu cơm đợi huynh ấy huynh trưởng của cậu cũng thật là đi cái là mấy tháng mới về chuyện ruộng vườn đều giao hết cho cậu đang nói chuyện thì phía đối diện có một người cao lớn hùng tráng đi tới đeo cái bao phía sau phong trần mệt mỏi đại ca cậu trở về rồi kia thông dân tiến lên chào hỏi lập tức rời đi. thiếu niên vội vàng nên đón, hạ giọng hỏi, chỉ huy sứ có tin tức gì chưa? nam tử được gọi là chỉ huy sứ kia nhìn xung quanh, thấp giọng nói, không tốt lắm, mật chỉ mà bệ hạ đưa cho ngươi, chỉ sợ không cần dùng tới. sau khi đi vào sân, một tam vội vàng đóng cửa lại, tiện tay đặt cái quất ở một bên. nam tử hùng tráng kia chính là la uy nhiên, là nhân vật số một của đại nội thị vệ sử từng hô mưa gọi gió ở trong thành Trường An, thậm chí toàn bộ kinh kỳ đạo và đại tùy. Y và một tam đã ở cái thôn hẻo lánh này khá lâu rồi. Hai người mua một tòa nhà, vài mẫu ruộng, đối ngoại nói rằng huynh trưởng là dịch thừa ở trạm dịch, cho nên thường xuyên không có ở nhà. Mà đệ đệ một tam thì trông coi mấy mẫu ruộng. Nhờ có những nông dân thật thà chất phát giúp đỡ, nên không tới mức không thu hoạch được tí lương thực nào. Trong thôn không ai hoài nghi thân phận của bọn họ, Mặc dù mọi người vẫn hay nói đùa là một tam không mọc được trâu, nhưng không ai nghĩ tới y là thái giám. Lúc rời khỏi thành Trường An, bọn họ vốn định đi tìm phương giải để nương tựa, nhưng không được như mong muốn. Phương giải trước ở Tây Nam lại tới Tây Bắc. Một tam và la úy nhiên thương nghị, quyết định tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã rồi tìm hiểu tình hình. Dù sao đã nói ra ngoài rằng La Uy Nhiên làm dịch thừa của dịch trạm, mấy tháng không trở về cũng không khiến ai hoài nghi. Chỉ huy sứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mộc Tam bước nhanh theo La Uy Nhiên vào phòng, vào phòng liền đóng chặt cửa lại. La Uy Nhiên một hơi uống hết một nửa ấm trà đã nguội đặt trên bàn, lau khóe miệng nói. Thế đạo bên ngoài đã loạn rồi. Quan phủ của kinh kỳ đạo khống chế tin tức, dân chúng còn chưa biết. La Diệu làm phản ở Tây Nam, trăm vạn đại quân đã đánh vào Giang Nam. Các đại tướng quân của sáu vệ Giang Nam không phòng thủ cũng không chiến đấu lại. Triều đình liên tiếp đưa tới 10 ý chỉ, nhưng các đại tướng quân của sáu vệ căn bản không lĩnh mệnh. Phỏng chừng lúc này hơn một nửa giang nam đã bị La Diệu nuốt gọn rồi. Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ tạo phản ở Tây Bắc, ngăn cản đại quân của Bệ Hạ ở Hà Tây đạo. Tuy rằng đã diệt trừ được Lý Nghịch, nhưng Tây Bắc vẫn loạn tới rối tinh rối mù. Không chỉ thế, tổng đốc của Tô Nam đạo Tần Thăng, tổng đốc của Hoài Bắc đạo Diệp Bình cũng đã tuyên bố thoát ly triều đình nói với bên ngoài rằng đại tướng quân hứa hiếu cung và lưu ân tỉnh đang trấn thủ kinh thành là nghịch tặc đang giam lỏng thái tử điện hạ cũng chỉ còn lại dân chúng của kinh kỳ đạo vẫn đang ca múa mừng cảnh thái bình còn các địa phương khác ai la úy nhiên thở dài ngồi xuống nói lúc trước bệ hạ cho ngươi mật chỉ nói ngươi chờ đợi thời cơ ban phát ý chỉ cho mấy vị trọng thần hiện tại xem ra không còn cơ hội đó bệ hạ nghìn tính vạn tính tính không tới cao khai thái và thủy sư lại làm phản Tuy rằng tướng quân thủy sư là đoạn tranh đã mang theo một bộ phận thủy sư giết ra ngoài, nhưng căn bản không liên hệ được với binh mã của bệ hạ. Bệ hạ muốn trở về khống chế đại cục nhưng căn bản không về được. Nhưng, nhưng... Một tam đi qua đi lại trong phòng, không biết phải diễn đạt thế nào. Y nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng dậm chân mạnh một cái. Ôi, ta phụ sự phó thác của bệ hạ rồi. Lấy ra đi. La úy nhiên bỗng nhiên nói. Cái gì? Một tam vô thức hỏi. Mật chỉ mà bệ hạ đưa cho ngươi. Tới lúc này mật chỉ đã không còn ý nghĩa nữa. Không bằng chúng ta xem trước, có khả năng về sau giúp đỡ được. La úy nhiên vương tay nói. Một tam do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Y dùng kéo cắt một khe hở trong áo của mình, lấy một tấm lụa trắng viền vàng ra, thật cẩn thận mở nó đưa cho La úy nhiên. Ý chỉ này ta vẫn chưa xem, cũng không biết lúc trước bệ hạ an bài cái gì. Vốn tưởng rằng một tiểu nhân vật như ta tương lai có thể trở thành cây cột chống trời, giờ nghĩ lại, đúng là tự đánh giá cao bản thân. La úy nhiên cũng thở dài một tiếng, nhận lấy mật chỉ chỉ, nhìn nhìn. Ý chỉ này có ý đại khái là, hoàng đế chuẩn bị động thủ với Tây Bắc, diệt trừ một đám đại thần có liên quan tới phản tặc. sau đó một tam cầm ý chỉ này, gọi vài người mà hoàng đế đã lệnh rời kinh thành trở lại phụ tá thái tử. Trước đó, hoàng đế sẽ phái người trở lại kinh thành diệt trừ đám người bùi diễn những người được liệt kê trên ý chỉ khi biết được tin này lập tức trở về trường an nhưng không ai ngờ tới hoàng đế căn bản không về được sau khi xem xong la úy nhiên không nhịn được cười khổ nhìn vài cái tên này xem lão thượng thư hoài thu công nguyên lễ bộ thượng thư độc cô tỉnh tô trọng lễ con trai của lão nạp ngôn tô bình nghe nói hoài lão đã ốm chết trước khi chết hướng thành trường an run rẩy dập đầu ba cái quát to một tiếng lão thần không cam lòng liền khí tuyệt. Độc cô tỉnh trục xuất không bao lâu đã chết ở quê cũ. Nghe nói là lòng mang bất bình, nhưng rõ ràng là bị người hại chết. Còn tô lễ trọng thì đang ở Giang Nam, tòa nhà của tô gia bị mấy trăm giáp sĩ phong tỏa gắt gao, ra vào không được tự do. Phương giải có thể được làm thiếu sư thái tử, nhưng phương giải giờ ở nơi nào không ai biết. Một tam vừa nghe vừa vô thức lật cái bao đựng mật chỉ. Bên ngoài có vài dòng chữ gửi hoài lão mật chỉ này chính là gửi cho hoài thu công y không để ý lắm tiện tay đặt ở một bên la úy nhiên nhìn nhìn bao vải lông mày nhíu lại lẩm bẩm nói không đúng một tam hỏi cái gì không đúng la úy nhiên cầm bao vải lên sau đó xé bao vải ra thì thấy bên trong có vài chữ nhỏ nếu không xé ra thì khó mà thấy được những lời nhắn nhủ của bệ hạ không thích hợp cho lắm la úy nhiên tự nói một câu sau đó cẩn thận nhìn mấy chữ nhỏ kia trên đó có viết ghi nhớ khi thái tử tự mình chấp chính ba người là la úy nhiên phương giải ngô nhất đạo không thể lưu lại phải diệt trừ hoài lão tự mình chấp chính trợ giúp thái tử trẫm rất biết ơn nhìn thấy hàng chữ này sắc mặt của la úy nhiên không nhịn được thay đổi nếu là nếu là ta thì chắc chắn sẽ không đoán được những lời kia có gì không ổn chỉ giao mật chỉ cho hoài lão là xong nếu lúc trời kinh ta không phải đi cùng chỉ huy sứ thì sẽ không phát hiện ra bí mật kia một tam cảm thấy sau lưng lạnh lẽo vô thức nhìn la úy nhiên nhưng một tam chỉ hai chữ phương giải trên bao vải không khỏi nhíu mày rõ ràng bệ hạ rất coi trọng ngài coi trong tán kim hầu cũng coi trọng tiểu phương đại nhân vậy vì sao lại nhắn nhủ một câu như vậy trong đầu la úy nhiên xuất hiện hình dáng của vị hoàng đế bệ hạ kia không nhịn được lắc đầu chưa ai nhìn thấu được tâm tư của bệ hạ. Y tưởng rằng mình khống chế được tất cả, cũng tưởng rằng mình nhìn thấu được ai trung thành, ai gian trá. Mấy năm trước ta còn lo lắng, ngay cả sư tôn của ta, hay chính là lão viện trưởng của diễn vũ viện, y không còn tin tưởng, thì rốt cuộc y có thể tin tưởng được ai. Y phải hiểu rằng, nếu không có lão viện trưởng, thì người của dương gia làm sao ngồi vững được ở thành trường An. Một tam càng ngày càng cảm thấy sợ, trong lòng tự nhủ, May mà mình không biết gì cả, bằng không La Uy Nhiên chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng giết chết được mình. Tâm tư của La Uy Nhiên hoàn toàn không đặt ở đó, y trầm tư một lát rồi nói. Đúng rồi, sở dĩ bệ hạ an bài như vậy, không phải vì bọn ta làm sai cái gì. Y lo lắng, thái tử tuổi nhỏ, sau khi ta trở về nắm giữ việc bảo vệ cung đình, mà tán kim hầu nắm giữ tài sản riêng của hoàng tộc, phương giải trẻ tuổi đã là thiếu sư của thái tử. Ba người bọn ta mặc dù không có tâm tư làm phản, nhưng quyền lực quá lớn. Hoàng đế sợ chính là sau khi thái tử chấp chính, ba người bọn ta ảnh hưởng tới triều cục, cho nên mới bảo Hoài Thu công âm thầm trợ giúp thái tử sau khi chấp chính thì diệt trừ ba người bọn ta. Y không nhịn được lắc đầu. Bệ hạ, rốt cuộc người đã tin tưởng qua ai chưa? Đúng lúc này, y bỗng nhiên biến sắc, tay tạo ấn quyết, lao ra ngoài từ cửa sổ ở bên ngoài tòa nhà có mấy cỗ xe ngựa dừng ở đó phu xe ngồi một bên nói chuyện phím giống như đang chờ ai đó trên xe ngựa không có dấu hiệu gì không giống như thế gia danh môn cũng không cắm cờ cho nên càng không giống tiêu cục hay cửa hàng nào đó la ủy nhiên từ trong sân đi ra đề phòng nhìn xe ngựa cách đó không xa sắc mặt có chút ngưng trọng la ủy nhiên vừa đi ra một mập mạp mỉm cười hiền lành đi xuống từ một cỗ xe ngựa tới gần hành lễ sau đó cười nói chỉ huy sứ, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Mập mạp này mặc một bộ quần áo mới tinh, ngăn nắp, chỉ là quá béo nên quần áo căng phòng, khiến hô hấp của y có vẻ dùng dập. Tựu sắc tài. La úy nhiên nhìn thấy lầy, sắc mặt lập tức thoải mái. Sao ngươi lại tới đây? Tới đón ngài. Tựu sắc tài cười cười, chỉ xe ngựa phía sau. Hầu gia đang ở trên xe đợi ngài bởi vì không tiện lộ diện nên không tự đi ra mời được hầu gia bảo ta nói lời xin lỗi với ngài nếu chỉ huy sứ đi được thì chuẩn bị đồ đạc chúng ta lên đường luôn đi la úy nhiên hỏi đi đâu ta cũng không biết có gì ngài cứ hỏi hầu gia tuy nhiên chắc là đi về phía nam mấy năm nay hầu gia đã di dời sản nghiệp về phía nam rồi mấy cửa hàng trong kinh thành chỉ còn là cái xác ta nghĩ chắc nơi này cũng không còn gì khiến chỉ huy sứ lưu luyện, nếu ngài không ngại, thì ta phái người giúp ngài thu dọn đồ đạc được không? La Uy nghi nghi hoặc liếc nhìn cổ xe ngựa bên kia, sau đó quay đầu nói với Mục Tam. Mang theo hành lý, chúng ta dọn nhà. Mục Tam sửng sốt, vô thức nói. Tòa nhà này tốn không ít tiền mua lại, còn có mấy mẫu ruột tốt, không lâu nữa là thu hoạch được rồi, hiện tại đi chẳng phải đáng tiếc. Nói xong chính y liền hối hận, cười ngượng ngùng quay lại thu thập quần áo. Tử sắc tài khoát tay ra hiệu cho mấy hạ nhân đi vào hỗ trợ. Y cùng la úy nhiên trở lại đoàn xe, chỉ vào cổ xe ngựa thứ hai, nói. Hầu gia ở trên xe đó chờ ngài. La úy nhiên gật đầu, vén rèm đi vào thì ngửi thấy mùi rượu và thức ăn. Trong xe ngựa bày một cái bàn thấp, trên bàn bày biện mấy món ăn nóng, còn đang bốc hơi. Một đĩa thịt trâu nấu với một nhĩ, một bát thịt viên kho tàu, một đĩa giò thủy tinh, một đĩa gan nấu với tỏi, ở giữa là một nồi canh thất bảo Nhìn thấy mấy thứ này là uy nhiên không nhịn được thở dài Thịt bò xào của Phẩm Khách Cư, thịt viên của Đức Thắng Lâu, giò thủy tinh của Vọng Khách Lâu Gan tỏi và súp thất bảo của Tây Sơn Lâu đã lâu rồi không được ngửi mùi vị của những món ăn này Có phải hầu gia xuất hành mang theo đầu bếp chính của mấy cửa hàng kia không? Tuy rằng đều là món ăn sáng thông thường, nhưng quán rượu bình thường khó mà làm nổi hơn nửa vài món ăn này cũng không phải xuất từ tay một người ta còn miễn cưỡng nhận ra được nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh ngồi trong xe ngựa rót một chén rượu cho la úy nhiên cười cười nói tại sao lại không chứ ngươi có biết ta ăn uống rất bắt bẻ không nếu đi đường mà cứ phải suy nghĩ hôm nay ăn gì thì chẳng phải đau đầu không đơn giản mang theo đầu bếp chính của bốn cửa hàng kia đi lúc nào muốn ăn gì thì có bọn họ nấu không ngờ lão bản của bốn cửa hàng đó đồng ý thả người la ủy nhiên gấp một món bỏ vào miệng từ từ nhấm nuốt thật ngon ngô nhất đạo uống một ngụm rượu mỉm cười nói tất nhiên không chịu thả người cho nên ta mua cả bốn cửa hàng đó rồi la ủy nhiên hơi sửng sốt sau đó có chút bất đắc dĩ nói trước kia sao ta không nhận ra ngươi là một kẻ không nói lý ngô nhất đạo lẩm bẩm nói bởi vì trước kia ngươi phải hầu hạ người không nói lý nhất thế gian này cho nên ngươi mới cảm thấy những người khác đều rất nói lý la úy nhiên gật đầu cũng đúng nhưng đi đến đâu để nói lý y hỏi không là đi tới nơi không nói lý ngô nhất đạo cười cười đầy thâm ý lúc đoàn xe rời khỏi kinh kỳ đạo la úy nhiên nhìn quan quân triều đình canh giữ trên quan đạo không nhịn được thở dài hiện tại rời khỏi kinh kỳ đạo dễ dàng hơn là đi vào nhét chút bạc là có thể cho đi muốn vào trừ khi là người mà triều đình phái đi liên lạc hoặc là người đưa tin quân tình bằng không không ai được vào toàn bộ quan đạo thông tới kinh kỳ đạo đã bị phong kín đối ngoại nói rằng truy bắt giang tế mông nguyên lẫn vào kinh kỳ đạo kỳ thực là phòng ngừa tin tức truyền vào kinh kỳ đạo hiện giờ hoàng đế không ở trong triều thái tử tuổi còn nhỏ một khi kinh kỳ đạo cũng loạn theo thì cục diện khó mà khống chế nổi cứ thế mà đi la úy nhiên có chút buồn bã nói không biết hầu gia mang theo bao nhiêu vàng bạc rời khỏi kinh kỳ đạo nhưng cứ rời đi như vậy chẳng phải quá đơn giản ngô nhất đạo cười nói ta không phải là tội phạm mà triều đình truy nã thì sao ta không rời đi được hiện tại triều đình không còn vài người rảnh rỗi nữa rồi đầu tiên phải vội vàng phái binh mã tiếp ứng hoàng đế thứ hai phải vội vàng bịt mắt trăm họ phong tỏa tin tức. Thứ ba phải vội vàng chuẩn bị hoàng đế băng hà, thái tử kế vị. Giờ này đâu còn ai có tâm tư nghĩ tới chuyện khác. Thái tử kế vị. La úy nhiên nói. Ngôi vị hoàng đế này, kỳ thực không kế vị cũng được. Lúc trước ta ra ngoài đi dạo một vòng, nghe nói đã có bốn tổng đốc tuyên bố không chịu sự quản lý của triều đình nữa rồi. Dùng lý do là hoài nghi thái tử bị đám người hứa hiếu cung giam giữ để qua loa. Chính, Ngô Nhất Đạo đang nghe truyện trên TV audio CV sửa con số mà La Úy Nhiên nói. Hôm qua ta mới nhận được tin tức, Giang Nam có 6 vị, Đông Nam có 2 vị, Đông Bắc có 1 vị. Cái này còn chưa tính 3 đạo Tây Bắc, 4 đạo Tây Nam. Đại Tùy có 28 đạo Giang Sơn, thì đã có hơn nữa không chịu sự quản lý của triều đình rồi, các đạo Đông Bắc còn an ổn chút, tuy nhiên cũng nhanh thôi. Đừng quên Đông Bắc còn có một vị vương gia không cam lòng. Nếu hoàng đế xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Tây Bắc, rồi tin tức băng hà truyền tới, thì Đông Bắc chưa chắc được yên. Mặt khác, đại tướng quân sáu vệ Giang Nam đề cử bàn bá làm đầu lĩnh, tuyên bố lập hộ quốc quân, đã phát hịch văn, nói cái gì mà hộ quốc thảo nghịch, phụ tá thái tử, ngay cả hoàng đế cũng lượt bỏ đi. Tuy nhiên nghịch tặc mà bọn họ thảo phạt không phải là La Diệu Tây Nam, cũng không phải là Cao Khai Thái, Vương Nhất Cừ ở Tây Bắc, mà là Hứa Hiếu Cung và Lưu Ân tỉnh ở Trường An. La Uy Nhiên uống cạn chén rượu trong tay, ánh mắt đầy thương cảm. Trước kia ta thật không ngờ rằng, lại có một ngày nhìn thấy đế quốc hùng mạnh như vậy bị sụp đổ. Ta cho rằng Đại Tùy sẽ tiếp tục hưng thịnh thêm trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, thậm chí nghìn năm. Ta cũng không ngờ tới. Ngô Nhất Đạo lạnh nhạt nói. Có lẽ ngươi cảm thấy sao ta thay đổi nhanh như vậy, không hề thấy khó khăn chút nào. Đó là vì ngay từ lúc đầu ta đã chuẩn bị tránh không bị hoàng đế giết chết. Kể từ lúc ta thực sự biến hàng thông thiên hạ thông hành khắp thiên hạ, ta biết ngày sớm muộn gì cũng có ngày hoàng đế muốn giết ta. Mà chính vì ta có hàng thông thiên hạ, cho nên rất nhiều chuyện ta biết sớm hơn những người khác. Nói thật, có lẽ ta còn biết sớm hơn cả chỉ huy sứ ngươi. La úy nhiên gật đầu, không hề phủ nhận điều đó. Y chưa từng coi thường năng lực của thương nhân, huống chi là một thương nhân như ngô nhất đạo. Chỉ là ta không ngờ tới, cuối cùng ngươi lại chọn hắn. La Úy Nhiên nói. Bất kể như thế nào, dùng toàn bộ gia sản đặt cược vào hắn là một hành động không sáng suốt. Thiên hạ hỗn loạn, sẽ có vô số hào kiệt nổi lên, nơi nào cũng có cây lớn rễ sâu, sao ngươi phải chọn một kẻ có căn cơ nông cạn như vậy? Mà làm sao ngươi biết, hắn nhất định sẽ đi lên con đường đó. Ngô Nhất Đạo cười cười. Từ cái lúc hắn mua tòa nhà cũ nát ở thành Trường An rồi dựng xưởng ta liền biết sớm muộn gì hắn cũng bước lên con đường đó có lẽ lúc dựng xưởng chỉ là xuất phát sự từ lo lắng nào đấy nhưng hề nghi ngờ rằng hắn chuẩn bị từ rất sớm hơn nữa còn chuẩn bị nhiều hơn bất kỳ người nào cái đó có liên quan gì tới công phường tài phùng kia la úy nhiên hỏi liên quan rất lớn ngô nhất đạo lấy một hộp gỗ thật dài ở phía sau đưa cho la úy nhiên hộp gỗ dài chừng hơn một mét la úy nhiên nhận lấy mở ra nhìn ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc đây là thứ gì ngô nhất đạo lấy một cây súng ngắn ở ống tay áo đặt lên bàn nói lần đầu tiên hắn nhìn thấy vật này ở phủ của di thân vương hắn liền động tâm nhưng về sau hắn bị hoàng đế phái đi giang nam cho nên hắn giao vật này cho con gái của ta là ngô ẩn ngọc bảo ngô ẩn ngọc trở lại kinh thành mà lúc trước hắn nhờ ta thuê mấy thợ thủ công từ bên kia biển rộng của thương nhân đông sở rồi chiêu mộ rất nhiều học đồ cái xưởng ở thành trường an kia mặt ngoài là xưởng quần áo nhưng thực ra là đang tìm nghiên cứu cải tiến vật này hắn giống trống cô chiên để hồng tụ chiêu xuất hiện mặc quần áo đẹp để diễn ca múa không phải vì hắn cảm thấy làm quần áo có thể kiếm được rất nhiều tiền mà là vì hắn muốn che mắt người khác mà thôi một chiêu này khá hay ngay cả hoàng đế cũng không hoài nghi thời gian qua cái xưởng đó một mực chế tạo nghiên cứu súng dài có bi lực lớn hơn cây súng ngắn này tầm bắn cũng xa hơn chỉ có điều sản lượng có hạn nguyên liệu đều phải nhập từ thương nhân đông sở cho nên cũng không có nhiều chỉ có thể trang bị cho vài trăm người tuy nhiên ta đã di dời xưởng tới hoàng dương đạo rồi mất không lâu là có thể khôi phục sản xuất la úy nhiên giật mình kinh hãi nhìn súng dài trong tay lẩm bẩm nói hắn đã chuẩn bị tạo phản sớm như vậy không ngô nhất đạo thản nhiên nói vừa rồi ta đã nói lúc hắn chuẩn bị những thứ này chưa hẳn vì tạo phản chỉ là một loại lo lắng với tương lai, cho nên mới phải chuẩn bị. Hắn cũng không xác định khi nào phải dùng tới, nhưng hắn biết sẽ có một ngày phải dùng tới. Người kia đi tới bất kỳ đâu đều chuẩn bị sẵn từ trước. Lúc hắn ở Ung Châu, hắn nhờ người chế tạo hai cái kính, một cái cho Bùi Diễn, một cái cho hoàng đế. Sau đó hắn phái thợ thủ công làm kính mắt tới cái xưởng trong thành Trường An, bắt đầu chế tạo Thiên Lý nhãn mà tặng hai cái kính cho hoàng đế và Bùi Diễn cũng chỉ là thủ thuật che mắt của hắn mà thôi. Ngươi có biết một cái kính như vậy bán được bao nhiêu tiền ở thành trường An không? 300 lượng bạc một cái, không mặc cả. Hoàng đế và bùi diễn đều cho rằng hắn tham tiền, dân hai kính mắt kia là để quảng cáo. Kỳ thực hắn làm vậy là để che giấu việc chế tạo thiên lý nhãn ở trong xưởng. La úy nhiên sợ run, thật lâu sau thở dài. Hắn đúng là một ngoại tộc. Không chỉ như vậy, Ngô Nhất Đạo cười nói. Ngay từ lúc đầu, hắn đã tuyên bố với bên ngoài, hắn đã thương lượng với tức đại nương, tiền kiếm được từ kinh doanh may mặc chia đều với hồng tụ chiêu. Như vậy thì bạc rồng đều đổ vào hồng tụ chiêu, mà hồng tụ chiêu sẽ lặng lẽ vận chuyển bạc ra khỏi kiêu kỵ doanh. Nếu không phải ta tìm tới tức đại nương, thì ta đã không biết rồi. La Uy Nhiên trầm mặt một lúc, sau đó rất chân thành nói. Hắn không phải là ngoại tộc, hắn là tên biến thái. Ngô Nhất Đạo gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta mới chọn hắn, ta thích nhìn tên biến thái này đi được xa bao nhiêu. Huống chi, ta còn có đứa con gái, ngươi nên biết, ta không làm gì được đứa con này. Nó coi trọng tiểu tử ngốc kia, chẳng lẽ ta lại trợ giúp người khác chiến thắng tiểu tử ngốc kia trên chiến trường. La Uy Nhiên hơi sửng sốt, sau đó cười ha hả. Đúng vậy, nói đi nói lại, đây mới là trọng điểm. Tây Bắc Hà Tây Đạo lại là một ngày chém giết. Thi thể bên bờ tây sông Lạc Thủy đã chất đống một tầng, trong phạm vị 150 bước trên bờ sông đã không còn nhìn thấy một mảnh đất trống. Máu loãng từ thi thể chậm rãi chảy ra, rồi hòa vào sông lớn. Trên mặt sông, màu máu lan tới mười mấy mét, thật lâu không tán đi. Chiến kỳ màu đỏ rực vứt xuống mặt đất, phía trên cắm đầy mũi tên. Mấy con quạ từ cành cây bay xuống, mổ vào mắt người chết. Cách bờ biển mấy trăm mét, sau lần xung phong cuối cùng, các binh sĩ dắt nhau trở về. Dường như bọn họ chẳng còn sức mà đi đường nữa, khuôn mặt của bọn họ cứng đờ, không có cảm xúc, không có sự vui sướng vì may mắn thoát chết. Bởi vì bọn họ đều biết, sớm muộn gì thì mình cũng chết mà thôi. Thủy sư phản quân phong tỏa đường sông, cung tiễn thủ đứng ở trên thuyền lớn có thể dễ dàng bao trùm bờ sông, mà bọn họ chỉ có thể đón mưa tên sông về phía sau, sau đó thì ngã xuống mặt đất. Tàu nổi lúc đầu đã bị thuyền lớn của thủy sư đụng nát, muốn vượt qua sông là không thực tế. Vẹn vẹn chỉ có một lần, một đội chừng ngàn dũng sĩ giỏi bơi lội bơi tới bờ bên kia, ý đồ cướp đoạt một khoái thuyền trở về nhưng bị phản quân phát hiện. Do không có sự trợ giúp, nên đội ngũ này chỉ giữ vững được hai canh giờ, mãi tới khi trời dần sáng thì người cuối cùng mới ngã xuống. Trước khi lên đường, hoàng đế run rẩy đi tới trước mặt bọn họ, chính mồm đồng ý sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nhưng lúc bọn họ ở bờ đông hăng hái chiến đấu, thì đồng đội ở bờ phía tây chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực cứu viện. Binh sĩ ở bờ tây rơi lệ, binh sĩ bờ đông thì chảy máu. Sở dĩ bọn họ không đầu hàng, là vì bọn họ cảm thấy hoàng đế sẽ không nuốt lời, tưởng rằng đó là hoàng đế, một lời như cửu đỉnh. Dưới ánh ban mai màu vàng, bọn họ vẫn quơ đao hò hét. Trong lúc chém giết thỉnh thoảng qua đầu nhìn, hy vọng đồng đội của mình xuất hiện ở đằng sau nhưng không có. Đội ngũ bơi qua sông chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cũng không thấy viện binh đâu, bởi vì viện binh đều bị thủy sư phản quân chặn ở bờ tây. Suốt cả đêm, tướng sĩ bờ tây không buông tha cứu viện, dù chết rất nhiều người nhưng vẫn không thể vượt qua được sông rộng. Thi thể dần chất đống ở bờ đông, ở bờ tây cũng vậy. Lúc nhìn thấy binh lính cuối cùng ở bờ đông ngã xuống, tất cả binh sĩ bờ tây đều quỳ xuống, máu và nước mắt cùng chảy xuôi. Ngày đó Hoàng đế ngồi ở xe lăn nhìn, im lặng không nói. Lại một ngày tấn công kết thúc, binh lính kéo lê thân xác trở về doanh trại. Sách lược của phản quân là không chủ động tấn công, nhưng tuyệt sẽ không để bọn họ qua sông. Cứ như vậy ngày ngày chém giết, mọi người đã dững dưng với cái chết. Một tướng lĩnh ngồi xuống tảng đá, có chút khó khăn gỡ nón trụ đặt một bên. Máu nhuộm ướt tóc dài, nhỏ từng giọt xuống đất. Tướng quân, ngài cần được băng bó thân binh đi tới xé một miếng vải trên áo của mình nhưng không có thuốc trị thương lần sau mong tướng quân đừng chiến nữa dù sao ngài cũng là nữ thanh âm của thân binh có chút run rẩy sau đó giúp tướng quân cởi bộ giáp trụ quần áo bên trong đã ngấm đầy màu vết thương ở bờ vai một mũi tên còn cắm ở đó thân binh dùng dao cắt quần áo ở quanh miệng vết thương trên da thịt trắng nón nả có vết máu đen sẽ trở về thôi nàng cúi đầu rút dao ngậm vào miệng. Lúc mũi tên được rút ra, răng và đau phát ra tiếng ma sát khiến cho lòng người đau. Thực sự có thể trở về. Thân binh vừa băng bó vừa nói. Không ai tin tưởng sẽ được trở về nữa rồi, tướng quân nghe xem, bờ bên kia lại có người bắt đầu ca hát. Nàng nhổ một bãi nước bọc lẫn máu, nghe binh lính phản quân bờ bên kia hát ca dao. Đó là một ca khúc mà dân chúng các đạo Hà Bắc hay hát, tên là Vọng Xã nghe nói ngày hôm qua lại có hai tướng quân của diễn vũ viện chết trận thân binh do dự một lát không nói tiếp nàng bỗng nhiên cầm lấy đao khắc chữ mã lên cánh tay trái nếu sau này có người nhặt xác ít nhất biết được ta là ai máu chảy xuống làm bỏng tim nàng từ sau khi đại tùy lập quốc khu vực gần sông lạc thủy chưa từng trải qua chiến sự thảm thiết như vậy lúc hoàng đế thân chinh có thủy sư mở đường hơn nữa Lý Viễn Sơn cố ý dụ đại quân tiến về phía Tây, cho nên lúc qua sông Cơ Hồ không gặp phải sự chống cự gì. Lần gần đây nhất xảy ra chiến tranh nhuộm đỏ sông Lạc Thủy là cách đây hơn 100 năm, hoàng đế khai quốc của Đại Tùy là Thái Tổ Dương kiên xuất quân Bình Định Tây Bắc. Trận chiến ấy, đại quân của Dương già toàn diệt 60 vạn quân Tây Bắc của Đại Trịnh. Theo như sách sử ghi lại, thi thể của quân Trịnh kéo dài hơn 10 dặm, mà Dương gia quân một hơi giết thẳng tới thành Tấn Dương lúc này đây những binh sĩ đi theo người của dương gia không còn khí thế như cầu vồng của trăm năm trước vương nhất cừ là đại tướng quân thủy sư của đại tùy người này lãnh binh hai mươi mấy năm không ai hiểu chiến đấu trên mặt nước hơn ông ta hai mươi mấy năm trước ông ta dẫn theo thủy sư đánh vào thương quốc một trận chiến mà thành danh cũng càng thêm ổn định vị trí đệ nhất trong thủy quân đại tùy chính vì vậy muốn đột phá phòng ngự trên sông lạc thủy do ông ta chỉ huy thật khó như lên trời hoàng đế đã nghĩ tới chia quân qua sông kéo dài chiến tuyến để phân tán binh lực của vương nhất cừ nhưng binh lực bên cạnh hoàng đế còn không bằng binh lực của vương nhất cừ và cao khai thái một khi bên phòng thủ chiếm ưu thế về thực lực mà bên tấn công lại có thực lực kém hơn thì đã định trước trận chiến này cực kỳ thảm khốc ánh trời chiều đã biến thành màu đỏ không còn chói mắt nữa thuyền lớn đậu neo trên mặt sông Binh lính từng là thủy sư của đại tùy nhìn những binh lính vận chuyển thi thể ở bờ tây bên kia, sắc mặt người nào cũng khó coi. Nói thật, bọn họ không muốn tự giết lẫn nhau như vậy, nhưng cờ tạo phản đã phất lên thì đường lui cũng mất theo rồi. Binh lính quân tùy mang theo vẻ mặt dững dưng vận chuyển thi thể của đồng đội tới cái hố đã được đào cách đó xa xa. Hai tháng này, chuyện như vậy cơ hồ diễn ra hàng ngày. Cho nên binh lính đã chết lặng, không còn sợ hãi với thảm cảnh này nữa. Thân binh băng bó xong cho mã lệ liên rồi đi múc nước cho nàng uống. Mã lệ liên có chút mờ mịt nhìn binh lính máy móc đi qua, vứt thi thể vào trong hố sâu. Cách đó không xa là mười mấy cái nấm mồ thật lớn, chung mấy vạn cổ thi thể. Từ lúc ngăn cản ở bờ sông bên này, mỗi ngày đều có không ít người chết đi. Tuy nàng biết rằng chiến tranh phải có chết chóc, nhưng nàng vẫn cảm thấy mê mang. Ngày hai năm trước, lúc hoàng đế ngự giá thân Chinh Mang theo đội ngũ vượt qua sông Lạc Thủy đi về phía Tây, nàng vẫn còn nhìn thấy nụ cười ấm áp của binh lính thủy sư lúc ấy bộ binh và thủy sư còn ôm nhau tiễn biệt bọn họ chúc phúc cho nhau vẫy tay nói lời tạm biệt hai năm sau gặp lại đã là đau thương chỉ vào nhau không chết không ngớt mọi thứ tới đột nhiên như vậy đột nhiên khiến cho nàng khó mà thích ứng miệng vết thương rất đau nhưng mã lệ liên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt trời lặn chiếu vào khuôn mặt của nàng sau đó dần dần thối lui nàng cứ ngồi ngơ ngác như vậy nhìn cái hố to dần bị thi thể lấp đầy sau đó phủ đất lên trở thành nấm mồ tới khi màn đêm kéo tới thân binh bưng một bát cháo loãng cho nàng mã lệ liên nhìn nhìn lắc đầu nói ta không đói ngươi ăn trước đi thân binh há miệng cuối cùng bất đắc dĩ đặt bát cháo xuống bên cạnh nàng rồi xoay người rời đi bóng đêm kéo tới mùi máu tanh nồng nặc trong gió mã lệ liên chuyển ánh mắt về hướng ngự liễn thật lớn ở phía xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy cẩm y giáo đứng thẳng tắp ở đó đèn dầu thắp sáng ngự liễn lại không nhìn thấy người ở bên trong thỉnh thoảng có người ra vào hoặc nhìn vội vàng lúc này mã lệ liên mới nhớ tới hình như đã gần một tháng rồi chưa được trông thấy hoàng đế lần gần đây nhất nhìn thấy hoàng đế là lúc cổ vũ một nghìn dũng sĩ qua sông cướp thuyền chẳng lẽ bệnh của hoàng đế đã nặng hơn Mã lệ liên khẽ nhíu mày, nhưng không tìm được đáp án. Hẳn là như vậy, nếu không phải bệnh nặng, thì gần một tháng rồi ngay cả ngự liễn hoàng đế cũng không xuống. Mỗi ngày đều nhìn thấy ngự y ra vào nhiều lần. Có lẽ là vì phản quân phong tỏa rất nghiêm mật, khiến tâm tình của hoàng đế kém đi, thân thể cũng bị ảnh hưởng theo. Nàng nhìn bác cháu, tuy thấy đau trong bụng nhưng bụng lại không đói. Đã hơn một tháng, mỗi ngày mỗi người chỉ được hai bát cháo loãng. Nàng là ngũ phẩm tướng quân, nên mỗi ngày được ba bát. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chưa tới nửa tháng sẽ cạn lương thực. Tới lúc đó, Phản quân Phong tỏa đường sông căn bản không cần đi lên chém giết, chỉ cần nhìn bọn họ dần dần đói chết. Chỉ cách một con sông à, mà mỗi ngày có thể nhìn thấy khói bếp của Phản quân bờ bên kia thổi tới, khiến cho người ta ảo tưởng tới bát cơm tẻ, ảo tưởng tới thịt heo ngon lành. Chớ lãng phí. Không biết khi nào thì có người ngồi xuống đối diện với nàng. Mã lệ liên ngẩn đầu nhìn, vội vàng đứng dậy thi lễ. Người đối diện khoát tay, ôn hòa nói. Ngồi xuống ăn bát cháo đó đi. Y dây dây cái mũi, cười nói. Tối nay bờ bên kia được ăn thịt heo hầm củ cải trắng, thật là thơm, có thể vừa ngửi vừa ăn. Mã lệ liên cười khổ một tiếng, bưng bát cháo lên hút một ngụm. Hầu đại nhân, có phải bệ hạ? Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra sức khỏe không được tốt. Ngồi đối diện với nàng là một nam tử trung niên mặc áo gấm, mặc dù trong hoàn cảnh khốn khổ này, quần áo của y vẫn rất sạch sẽ gọn gào, quần áo được là phẳng, trên giày không dính một hạt bụi nào. Tóc của y vẫn chảy gọn gàng búi ở đằng sau. Bộ râu cũng được chăm chuốt tỉ mỉ. Y tên là Hầu Văn Cực. Hoàng đế vốn lưu y lại giúp đỡ Kim Thế Hùng bình định, nhưng tới lúc này, chuyện bên chỗ Kim Thế Hùng đã không quan trọng nữa rồi hoàng đế thay đổi chủ ý, tính toán mang theo y trở về thành Trường An. Bởi vì không ai có nhiều kinh nghiệm hơn Hầu Văn Cực, nếu trong thành Trường An mà có phản nghịch, thì y có thể điều tra ra và bắt được. Hoàng đế thường xuyên thay đổi chủ ý, chẳng hạn như y muốn phương giải làm thiếu sư cho thái tử, nhập đông cung làm phụ chính. Nhưng về sau y lại không chút do dự phái phương giải đi phòng thủ thanh hạp. Chẳng hạn như y muốn cứ như vậy chết đi ở Tây Bắc, không quan tâm tới chính vụ nữa, nhưng cuối cùng lại thay đổi chủ ý. Không tốt. Hầu Văn Cực cười có chút chua xót, lắc đầu nói, "Có lẽ là vậy. Ngay cả ngài cũng không biết." Mã Lệ Liên thở dài một tiếng, nhìn bát cháo loãng ngẩn người. Ăn hết bát cháo đi trước đã, bằng không tí nữa ngay cả dục vọng muốn ăn cũng mất. Mã Lệ Liên có chút kinh ngạc nhìn Hầu Văn Cực, sau đó ngửa cổ uống hết bát cháo. Bởi vì quá đói, cháo loãng chui vào dạ dày rồi dính vào vách dạ dạch khiến nàng nhíu mày vì đau đớn. Qua hồi lâu mới đỡ hơn, sau đó nàng cười ấy nấy với hầu văn cực. Đại nhân có chuyện gì muốn nói với ta à? Mã lệ liên hỏi. Tối nay tuyển vài thân tính bảo vệ ngươi rời đi, ta sẽ dặn dò binh lính để ngươi rời khỏi doanh trại. Ngươi là nữ tử duy nhất trong đại doanh, chiến tranh, từ trước tới nay không nên để nữ tử dính vào. Nữ tử vốn không thuộc về chiến trường. Sau khi ra ngoài ngươi đi về phía nam, cởi chiến bào trên người, thay quần áo của dân chúng bình thường. Nếu may mắn tránh thoát được phản quân trở về Trường An, thì về sau chớ nghĩ tới chuyện trở lại chiến trường. Mã lệ liên sửng sốt. Vì, vì sao? Hầu văn cực nhìn cái chén không bên cạnh nàng, trầm mặt một lúc rồi nói. Đã bao lâu ngươi không được thấy hoàng đế rồi? Một tháng. Bao lâu không thấy thái giám cầm bút tô bất bí rồi? cũng một tháng rồi. Hầu Văn Cực đứng dậy, có chút thương cảm nhìn Mã Lệ Liên. Đi thôi, đây chính là lý do ta bảo ngươi uống nốt chén cháo kia rồi mới nói nguyên nhân cho ngươi. Nếu ngươi biết được, ngươi sẽ cảm thấy ghê tởm, ăn không nổi cháo thì sẽ không còn khí lực chạy trốn. Ngươi vốn không nên tới nơi này. Hoàng đế đã rời khỏi đại doanh từ lâu rồi, đại quân không qua được sông, nhưng người tu hành muốn mang theo hoàng đế qua sông không phải là việc khó gì những người lưu lại đây chẳng qua là chịu chết cho hoàng đế mà thôi mỗi ngày đều phải đi chịu chết chính là để cho phản quân bên kia tưởng rằng hoàng đế vẫn còn ở chỗ này tim của mã lệ liên cơ hồ ngừng đập nàng trừng mắt nhìn hầu văn cực hy vọng đây chỉ là lời nói dối nhưng nàng không tìm thấy cái gì cả vì sao vì sao phải làm như vậy nàng lẩm bẩm nói ở đâu ra nhiều vì sao như vậy hầu văn cực nhìn nàng trầm mặc một lúc rồi lấy một tấm ngân phiếu từ ống tay áo đưa cho nàng trở về đi nhà ngươi còn có mẫu thân phụ thân của ngươi đã chết trận nên suy nghĩ cho mẫu thân của ngươi hoàng đế đã không còn là hoàng đế đáng giá cho ngươi bán mạng kia nữa triều đình cũng đã không còn là triều đình đáng giá để ngươi liều mạng nữa ta cũng sẽ đi chỉ là chưa tới lúc nói xong câu đó y đặt ngân phiếu lên đầu gối mã lệ liên sau đó xoay người rời đi Mã lệ liên nhìn bóng lưng của hầu văn cực, lại nhìn ngự liễn cực lớn đằng kia Ta đờ mờ các ngươi Nàng ông đầu khóc trống, cũng không biết mình khóc vì cái gì, vì ai Hoàng Dương Đạo Núi Chu Tước Đây là một dãy núi kéo dài mấy trăm dặm, là nơi có phong cảnh nổi tiếng nhất Hoàng Dương Đạo Lúc Thái Bình, hàng năm có không biết bao nhiêu văn nhân mặt khách đi lên du lịch, để lại rất nhiều bài thơ bài văn hay sự tích nổi tiếng nhất chính là vài chục năm trước tài tử của đại tùy là chu tiếu trần bất ngờ gặp được công chúa an dương rồi rơi vào bể tình một bài thơ định chung thân tuy thân phận kém quá xa kết cục cũng không đến được với nhau nhưng về sau có không ít nam nữ thanh niên tới nơi này đi xem bài thơ đính ước ở đình vọng nguyệt tuy nhiên từ khi chiến loạn tất cả nhà giàu đã đi tránh họa rồi dân chúng bình thường đâu có tâm tư du lịch hơn nửa năm gần đây trên núi chu tước có một cường đạo chiếm núi làm vương nghe nói cực kỳ hung ác cướp bóc thương khách phú hộ qua lại cho nên không ai dám tới gần đình vọng nguyệt nằm ở giữa sườn núi chu tước xây dựng ở trên một tảng đá lớn lồi ra ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy phong cảnh ở dưới chân núi một nữ tử trẻ tuổi mặc váy vàng nhạt đang ngồi trên ghế đá cúi đầu ngẩn người gió núi thổi váy dài của nàng bay lất phất khiến nàng càng thêm vài phần linh động Thoạt nhìn nàng mới chỉ 17, 18 tuổi, mặt trái xoan, mượt mà mà đáng yêu, hai hàng lông mi cong hơi nhíu lại, cũng không biết là đang có tâm sự gì. Trong tay nàng có một cây súng ngắn, được lau chùi rất sạch sẽ. Tiểu thư Một tiểu nha hoàng mặc váy tím cầm một bức thư vui sướng chạy tới. Lão gia gửi thư tới. Vì chạy vội, nên mồ hôi đã chảy trên trán. Nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt chính là Ngô Ẩn Ngọc, viên minh châu trong tay của tán kim hầu nàng ngồi thẳng người dậy mở bức thư ra nhìn khuôn mặt lập tức lộ vẻ vui sướng phụ thân sắp tới rồi chậm nhất là một tháng thật tốt tiểu nha hoàng lung nhi cười nói tiểu thư một mực lo lắng cho lão gia hiện tại có thể yên tâm được rồi tiểu thư lão gia còn nói gì trong thư vậy không có gì ngô ẩn ngọc cúi đầu che đi vẻ đỏ ứng xuất hiện trên mặt cố gắng áp chế sự kích động trong lòng, nói. Còn nói người kia sẽ tới, thật đáng ghét. Đáng ghét. Lung Nhi cười thanh khách nói. Sao nô tỳ cảm thấy tiểu thư rất thích người nọ nhỉ? Phì phì phì. Ngô ẩn ngọc lườm Lung Nhi một cái. Ai thích cái tên vô lại kia, mỗi ngày phải trông coi cái xưởng cho hắn thật phiền tới chết. Sao hắn không tự đến mà trông, cứ như báo lắm ý. Đang nói, bỗng nhiên phía sau núi bốc lên một làn khói mỏng cái tên an đức lỗ này ngô ẩn ngọc dậm chân lại gây ra họa gì rồi lần trước đốt cháy một loạt phòng còn làm nổ bị thương một cánh tay lần này không biết gặp phải tai ương gì đám người nước ngoài mắt xanh mũi to kia chỉ biết gây phiền toái thôi nàng sửa sang lại quần áo nói đi thôi đi xuống xem thế nào cùng lúc đó phía sau núi có mấy căn nhà gỗ mới dựng đã sụp xuống, không ít người đang sách nước dập lửa. Một người nước ngoài cao lớn mặt đèn xì vì khói hung vào mặt cười ha hả, không thèm để ý quần áo rách rưới trên người, vừa cười to vừa dùng tiếng hán sức sẹo hô. Ta thành công rồi. Cuối cùng đã thành công tìm ra được tỷ lệ phối chế. Thiên tài, cái vị mà các ngươi gọi là phương tướng quân kia thật đúng là một thiên tài. Không có thư mà hắn gửi tới, thì ta tìm không ra tỷ lệ hoàng mỹ nhất tường đá ở thanh hạp vẫn chưa dở xuống, giống như một cánh cửa ngăn ở khe núi Lan Nhũ. Đội ngũ kéo dài như một con rồng trùng trùng điệp điệp từ Thảo Nguyên trở về. Binh lính ở trên tường đá vẫy cờ hoang hô, binh sĩ phía dưới cũng vẫy tay lại, trên khuôn mặt đầy vui sướng. Bởi vì phải chuyển dời tới Hoàng Dương Đạo bên kia, cho nên tất cả binh lính đóng giữ ở Thanh Hạp cũng phải rút lui. Đợi cho đội ngũ đi qua, tướng lĩnh chỉ huy bảo vệ tường đá lập tức nhảy lên ngựa, mang theo đội nhập vào đại đội binh mã quân coi giữ ở thành phan cố lưu luyến không rời. Cho dù là thay phiên nhau đóng giữ, nhưng trong lòng những binh sĩ này vẫn có sự luyến tiếc. Bọn họ đã quen với cuộc sống trong thành nhỏ, hơn nữa lúc tu sửa thành, bọn họ đã đóng góp không ít mồ hôi công sức. Hội quân ở Thanh Hạp, đội ngũ càng trở nên hùng vĩ. Bảy vạn kỵ binh nhập quan, theo quan đạo tiến thẳng về phía trước. Xa xa có thể thấy có người nhìn trộm, nhưng hắc kỳ quân không để ý tới không cần nghĩ cũng biết đó là thám báo thủ hạ của Kim Thế Hùng. Thấy một đội kỵ binh khổng lồ như vậy nhập quan, chắc bọn họ cũng rất hoảng sợ. May mà hắc kỳ quân vẫn vất lên chiến kỳ màu đỏ và quân kỳ màu đen của đại tùy. Bằng không chỉ sợ binh mã của Kim Thế Hùng đã sớm thổi kèn cảnh báo rồi. Những thổ phỉ và sơn tặc gần đó đã trốn đi từ sớm, lo sợ không cẩn thận treo trọc đầu cự long này. Phương giải cửi bạch sư quay đầu nhìn nhìn, trong cổ xe ngựa cách hắn không xa chính là đại quốc sư mông nguyên nàng chiếm một mình một cổ xe nữ tử này đã ở trong đại doanh mấy ngày chưa từng tìm ới phương giải cũng không trò chuyện với bất kỳ người nào phương giải an bài một căn lều cho nàng nàng cũng không từ chối liền tiến vào ở đương nhiên tò mò nhất vẫn là ba nữ nhân của phương giải báo có thám báo từ phía trước chạy tới nhảy xuống ngựa lại gần thi lễ đại tướng quân phía trước có người ngăn đón đội ngũ, nói là Kim Thế Hùng yêu cầu gặp đại tướng quân, đang ở đình tống khách cách phía đông phan cố 30 dặm. Phương giải cười cười, quay đầu liếc nhìn Tôn Khai Đạo một cái. Tôn Khai Đạo cười nói, quả nhiên không ngoài dự đoán của đại tướng quân. Kim Thế Hùng nhìn thấy chúng ta binh hùng tướng mạnh trở về, nhất định là ngồi không yên. Nếu ông ta không mời ngài tới mới là việc lạ. Quân sư liền cùng ta đi một chuyến. Phương Giải Miễn cười nói, "Ta rất muốn xem vị đại tướng quân này có lời gì muốn nói với ta." Đơn giản ba điều, thứ nhất, tất nhiên là muốn mời đại tướng quân lưu lại, hợp binh với ông ta. Đương nhiên, Kim Thế Hùng cũng biết điều đó không có khả năng, nhưng ông ta vẫn sẽ nói ra. Hiện tại ông ta đang lâm vào tình cảnh khó khăn, thiếu binh thiếu lương thực. Đoán chừng lương thực trong thành Tấn Dương đều đã bị hoàng đế mang đi, lưu lại không nhiều lắm dựa vào số tàn binh kia muốn ổn định Tây Bắc thì rất khó. Tôn Khai Đạo Vương ngón tay thứ hai. Thứ hai, sau khi đại tướng quân cự tuyệt ông ta, ông ta sẽ nói ra những đạo lý lớn. Nếu đại tướng quân khăng khăng muốn đi, thì ông ta sẽ mặc giày bảo đại tướng quân lưu lại một đội binh mã. Đại tướng quân tất nhiên không chịu, ông ta lại mặc giày cầu đại tướng quân lưu lại chút lương thảo. Thứ ba, là muốn thử mục đích của đại tướng quân. Nếu hắc kỳ quân của chúng ta không rời khỏi Tây Bắc, chỉ sợ về sau Kim Thế Hùng không ngủ được. Với tình cảnh như bây giờ, ông ta sẽ né tránh không trêu chọc tới. Nghe nói đại quân Triều Đình còn đang bị phản quân Cao Khai Thái Vương nhất cừ ngăn chặn ở bờ Tây sông Lạc Thủy, binh lực của hoàng đế tổn thất không nhỏ. Có khả năng Kim Thế Hùng cũng nhận được ý chỉ của hoàng đế phái binh tới trợ giúp, nhưng ông ta vẫn ở Tây Bắc không nhúc nhích, ha hả, chỉ sợ vị đại tướng quân này cũng đã nảy tâm tư khác. Phương giải gật đầu nói. Đi thôi, chúng ta đi xem ông ta sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ gì. Đại tướng quân. Tôn khai đạo ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Người này là lão tướng thành danh nhiều năm, tâm cao khí ngạo. Lúc này thấy đại tướng quân binh hùng tướng mạnh, trong lòng chắc sẽ có oán khí. Cho nên cần cẩn thận chút, không bằng bảo kỳ lân mang theo tinh kỵ theo. Phương giải miễn cười lắc đầu. Không cần, chỉ cần ta và ngươi, cùng mấy tùy tùng đi theo là được. Hắn dục bạch sư đi về phía trước, bạch sư gầm nhẹ một tiếng lập tức lao đi. Công thai đạo vẫn còn lo lắng, phái người gọi kỳ lân tới rồi dặn dò vài câu, sau đó bảo Trần Hiếu Nho chọn mấy kiêu kỳ giáo tinh nhuệ đi theo. Đoàn người rời khỏi đại đội, đi về hướng đình Tống Khách. Khoảng cách cũng không xa, không bao lâu đoàn người của phương giải đã tới gần đình Tống Khách. Đình Tống Khách nằm ở một bên quan đạo, bên cạnh là một rừng đạo chỉ là đã nhiều năm rồi không ai quản lý, cho nên rừng đào này khá là hoang vắng. Lúc dừng lại, Bạch Sư cọ cọ vào tay Phương Giải, Phương Giải vuốt ve bộ lông của Bạch Sư, bảo nó yên tĩnh ở đây, rồi hắn nhảy xuống lưng Bạch Sư chậm rãi đi về hướng đình Tống Khách. Cách còn xa, Đại tướng quân Kim Thế Hùng đi ra khỏi đình nên đón. Vị Đại tướng quân đã năm mươi mấy tuổi này, thoạt nhìn tinh thần không tệ lắm. Chỉ có điều gầy hơn trước rất nhiều, xương gò má cũng lồi ra ngoài phương tướng quân không hổ là rường cột nước nhà là tài tuấn được bệ hạ coi trọng kim thế hùng vừa đi vừa chắp tay cười nói một năm ngắn ngủi không gặp phương tướng quân đã vì đại tùy chưa một được một đội kỵ binh hùng dũng như vậy nếu bệ hạ biết được chắc rất cao hứng phương tướng quân vì nước lập được nhiều công lớn chắc bệ hạ sẽ không keo kiệt ban cho ta nhớ phương tướng quân đã là hương hầu rồi phải không lần này có công lớn lại được thăng quan tiến tước thôi phương giải miễn cười đáp lại nhiều ngày không gặp đại tướng quân càng ngày càng biết nói đùa từ biệt hơn năm ta còn lo lắng đại tướng quân không chịu được cái lạnh khủng khiếp của tây bắc nhưng có vẻ như tinh thần của đại tướng quân còn tốt hơn trước xem ra cuộc sống ở tấn dương vẫn còn tốt ta cũng yên lòng hai người đều cười trong nụ cười có dấu dao nhọn trên bàn đá trong đình bày biện mấy món ăn một bầu rượu hai cái chén trong đình chỉ có hai thân binh hầu hạ cũng không theo binh khí bên người. Kim Thế Hùng mời Phương Giải ngồi xuống, tự mình rót đầy chén cho Phương Giải, Phương Giải không có ý khiêm nhường, mà tiếp nhận. Vị này chính là Kim Thế Hùng nhìn Tôn Khai Đạo, hỏi Phương Giải miễn cười giới thiệu Vị này là Tôn Tiên Sinh, là đại tài được ta mời tới dạy học cho ta. Đại tướng quân cũng biết là ta còn chưa tốt nghiệp diễn vũ viện rồi đấy, cảm thấy học thức của mình còn quá ít, vừa lúc gặp được Tôn Tiên Sinh, liền lập tức lưu tiên sinh lại bình thường lúc rảnh rỗi thì thỉnh giáo một ít học vấn với tiên sinh gần đây văn vẽ của ta càng ngày càng tinh tế hơn tôn tiên sinh còn khen ngợi qua trong lòng kim thế hùng cười lạnh nhưng vẽ không có bất kỳ biến hóa nào đã như vậy thì mời tôn tiên sinh ngồi cùng tuy cả đời ta theo nghiệp tòng quân nhưng vẫn kính trọng và ngưỡng mộ người đại tài ha ha phương tướng quân thực sự là một nhân tài khó được một bên luyện binh một bên tự học nếu triều đình có thêm vài thanh niên tài tuấn như phương tướng quân, lo gì quốc nạn, lo gì phục hưng đại tùy. Ngày đó bệ hạ phái phương tướng quân phòng thủ thanh hạp là dùng người mình biết. Phương tướng quân không phụ khổ tâm của bệ hạ, quân thần hiểu nhau, đúng là một chuyện đáng để mọi người ca tụng. Phương giải cười cười. Bệ hạ quả thực chỉ dùng người mình biết, bằng không hiện tại dưới trướng của ta làm sao có được 10 vạn thiết kỵ. Khóe miệng của Kim Thế Hùng hơi run, cười ha hả nói. Phương tướng quân nhớ nhung ân đức của bệ hạ, luyện binh sơ thành liền mang theo đại đội binh mã trở về, thể hiện sự trung thành của thần tử. Lúc bệ hạ rời khỏi thành Tấn Dương, có cố ý phân phó, đợi khi phương tướng quân trở về thì hội quân với ta, bảo vệ một phương Tây Bắc Bình An. Bệ hạ còn nói, sau khi phương tướng quân trở về, ta không được cậy già lên mặt, phải tôn trọng. Ha ha! Phương giải chấp tay nói. Đa tạ đại tướng quân nâng đỡ, không biết lúc bệ hạ rời khỏi tấn dương có lưu lại ý chỉ nào không ách kim thế hùng trầm ngâm một lát nhưng không trả lời ngay tôn khai đạo ngồi một bên cười nói đại tướng quân nhà ta cũng thường xuyên nhắc tới nói rằng ở tây bắc được kim lão tướng quân chiếu cố được bệ hạ ban ơn cho nên đại tướng quân nhà ta mới trăm cây nghìn đắng kéo được một đội ngũ từ lãnh thổ của địch quốc kim lão tướng quân không biết đâu kéo được đội ngũ này về được rồi nhưng chỉ huy nó còn khó hơn y cố ý nhấn mạnh vào ba chữ đại tướng quân. Quả nhiên, sắc mặt của Kim Thế Hùng hơi đổi. Tôn Khai đạo dường như có chút bất đắc dĩ, nói: "Kim lão tướng quân cũng biết rồi đấy, tuy bệ hạ phong đại tướng quân nhà ta làm tứ phẩm lang tướng, nhưng dựa theo quân chế của Đại Tùy, tứ phẩm lang tướng chỉ được mang theo tối đa một vạn binh mã." Đại tướng quân một lòng vì nước, kết quả không ngờ luyện ra được một đội thiết kỵ 10 vạn người, ai, đội ngũ càng lớn, sơ hở lộ ra càng nhiều đại tướng quân bất quá chỉ là tứ phẩm tướng lĩnh dưới trướng cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm mà đại tướng quân chỉ có tứ phẩm không có quyền bổ nhiệm ngài xem các tướng quân ngũ phẩm phía dưới đã có một vạn kỵ binh rồi đều cảm thấy danh bất chính ngôn bất thuận huống chi đại tướng quân nhà ta bệ hạ liệu sự như thần hẳn là trước khi đi có an bài đúng không kim thế hùng cười ngượng ngùng nói cái này, cái này, chỉ sợ bệ hạ cũng không đoán được phương tướng quân luyện được 10 vạn thiết kỵ như vậy vì quốc gia, quay về ta sẽ tự mình viết một bản tấu chương, vì phương tướng quân nói chuyện này. Ai, như vậy sao được? Phương giải vội vàng từ chối. Làm gì có chuyện thần tử tự mình đề cử mình làm quan, truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười, ta thấy không bằng như vậy đi, đại tướng quân nói cho ta biết hành trình của bệ hạ, thủ hạ của ta đều là kỵ binh, đuổi theo hẳn là còn kịp bệ hạ nhìn thấy nhiều kỵ binh như vậy chắc sẽ rất cao hứng tự nhiên là có an bài khác lông mày của kim thế hùng hơi rung cười cười nói ta thấy như vậy cũng được phương tướng quân đuổi theo bệ hạ đội ngũ lưu lại ông ta còn chưa nói hết thì phương giải ngắt lời có một chuyện khó xử còn cần đại tướng quân hỗ trợ kim thế hùng ngăn chặn sự không vui trong lòng hỏi chuyện gì phương giải chân thành nói việc này hơi khó mở miệng mặc dù ta kéo được một đội ngũ từ trên thảo nguyên nhưng đại tướng quân cũng biết là giờ thảo nguyên rất loạn trong phạm vi ngàn dặm không thấy người ở cho nên người của ta một mực đói bụng huấn luyện không sợ đại tướng quân chê cười phương giải chỉ đĩa thịt thỏ trên bàn nói đã lâu rồi ta chưa được ăn thịt ta thấy tinh thần của đại tướng quân không tệ lắm hai vị thân binh phía sau cũng là khí vũ hiên ngang chứng tỏ rằng trong thành tấn dương còn rất nhiều lương thực nếu ta xuất quân đuổi theo bệ hạ, liệu đại tướng quân có thể chia cho ta một ít lương thảo được không? Ta và ngài đều ra sức vì nước, đại tướng quân chắc sẽ không trơ mắt nhìn người của ta ăn không no, ta vô cùng cảm kích. Hắn đứng dậy chắp tay thi lễ, nhìn thấy trong mắt Kim Thế Hùng lóe lên một cái. Kim Thế Hùng há miệng, chỉ có thể cười ha hả nói. Đều ra sức vì nước, việc này ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có điều. Tôn Khai Đạo cũng đứng dậy chắp tay nói. Vậy ta liền thay các tướng sĩ đa tạ sự khẳng khái của Kim Lão tướng quân. Kim Thế Hùng trầm mặt một lúc rồi cười nói. Việc này không vội, uống rượu trước đã. Phương Giải nói. Các tướng sĩ đã đói bụng mấy tháng, sao có thể không vội được? Không bằng như vậy, nếu đại tướng quân gật đầu, ta lập tức phái người tới chờ ở ngoài thành Tấn Dương, đợi lương thảo chuyển ra, được không? Lửa giận trong lòng Kim Thế Hùng đã sắp không ép được, nhưng ông ta vẫn mỉm cười nói việc này còn phải xin chỉ thị từ bệ hạ tuy bên trong thành tấn dương không thiếu lương thảo nhưng nếu không có ý chỉ của bệ hạ thì ta cũng không dám tự tiện vận dụng không bằng như vậy đi phương tướng quân để binh mã ở lại chỗ này còn mình thì tự đi xin ý chỉ của bệ hạ thế nào vậy à phương giải nhìn ông ta mỉm cười hỏi về sau thì sao kim thế hùng không nói gì chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu phương giải cười nói chẳng lẽ đại tướng quân phải tham ô đội ngũ của chính mình rồi chia lương thảo cho ta kim thế hùng vẫn không nói qua hồi lâu mới ngẩng đầu nói phương tướng quân nếu ngươi thực sự ra sức vì nước cho dù ta chia cho ngươi lương thảo thì có làm sao chẳng qua ta làm sao biết ngươi có đúng là thật tâm vì nước không không bằng phương tướng quân lưu đội ngũ lại sau đó đuổi theo bệ hạ xin chỉ thị nếu bệ hạ nói tây bắc do phương tướng quân làm chủ thì ta nguyện làm trợ thủ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Không bằng như vậy đi." Phương giải cười nói. "Theo ta được biết, hành trình của Bệ hạ bị ngăn cản ở sông Lạc Thủy, phản quân càng rỡ, ta và đại tướng quân đều là thần tử, tất nhiên không thể ngồi yên mà không quan tâm. Ta nghĩ, Bệ hạ bị phản quân làm nhục, đại tướng quân trung quân ái quốc tất nhiên sẽ không làm bộ như không thấy. Mặc kệ Bệ hạ có gửi ý chỉ tới hay không, chúng ta đều phải làm tròn bổn phận của thần tử, đúng không? Không bằng đại tướng quân mang theo binh mã đồng hành cùng ta, cùng đi tới sông Lạc Thủy Bình Định, đại tướng quân thấy thế nào? Bàn tay nằm chén rượu của Kim Thế Hùng nắm chặt lại, gân xanh nổi lên. Rắc một tiếng, chén rượu không chịu được liền bị ông ta bóp vỡ. Phương Giải liếc nhìn binh lính trong rừng đào có thể lao ra bất kỳ lúc nào, cười lạnh. Nếu đại tướng quân không đồng ý, ta liền mang binh đi cứu giá là được cảm ơn đại tướng quân đã khoản đãi hắn bỏ một miếng thịt vào miệng nói hương vị không tồi phương giải rút một khăn tay từ ống tay áo lau dầu ở miệng và ngón tay chỉ chỉ những binh sĩ đã lộ tung tích từ trong rừng đào hỏi đây là nghi thức hoang nghênh ta của đại tướng quân à sao lại chui hết vào rừng đào vậy đào mới ra trái non chua vậy mà bọn họ lại nhét đầy miệng nghĩ lại mà miệng chảy nước đại tướng quân các binh sĩ của ngài đều thích ăn đào non à? Đào non? Nếu không phải cực kỳ đói, thì ai nhét nhiều đào non lông xù như vậy vào miệng làm gì? Sắc mặt Kim Thế Hùng biến ảo không ngừng, trầm mặt một lúc liền khoát tay. Hai thân binh phía sau y lập tức rời khỏi đình, lệnh cho binh lính trong rừng đào lùi lại. Đã tới lúc này rồi, cũng không cần phải thăm dò cái gì nữa. Kim Thế Hùng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Phương tướng quân, ngươi mang về một đội hùng binh đây là lý do mà ta đợi ngươi ở đây phương giải cười cười lần nữa ngồi xuống đây là lời nói thật nếu ta không có đội kỵ binh này thì làm gì có chuyện đại tướng quân ở chỗ này chờ ta kim thế hùng không để ý tới lời châm chọc của phương giải chắp tay trịnh trọng nói với hắn phương tướng quân cũng biết tình hình hiện tại của trung nguyên như thế nào rồi đấy tổng đốc của mấy đạo đã không tiếp nhận chính lệnh của triều đình bàn bá ở giang nam tụ quân lại đặt tên là hổ quốc quân gì đó không động binh với la diệu mà là chuẩn bị đi lên phía bắc cao khai thái và vương nhất cừ ở hà đông đạo cũng như hổ trình mồi la diệu thì càng không cần phải nói thiên hạ đã loạn như vậy rồi thần cường chủ yếu trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ về sau sẽ xảy ra chuyện gì mặc dù trong tay phương tướng quân có một đội kỵ binh cường đại nhưng căn cơ cùng mạng lưới quan hệ của tướng quân còn nông mọi người nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn chẳng lẽ tướng quân không nghĩ qua thi triển tài năng của mình sao nếu tướng quân nguyện ý ta và ngươi có thể hợp tác với nhau ta có thể chiêu mộ được tiền tài lương thực và quân đội lớn mạnh giúp tướng quân vượt mọi chông gai ông ta nhìn phương giải chân thành nói đây là chuyện tốt với ta và ngươi ngươi nên biết lời của ta là thật ta và ngươi hợp tác trước bình định tây bắc sau tới tây nam cho dù không thể gột rửa toàn bộ trung nguyên thì lấy xuống tay bắt bên này cũng dễ như trở bàn tay tới lúc đó tiếp tục tiến binh hay là dưỡng sức chuẩn bị thì đều có thể đổi được một tiền đồ tốt phương giải chờ ông ta nói xong phủi tay nói đại tướng quân nói rất hay bức tranh vẽ nên cũng rất đẹp hắn quay đầu hỏi tôn khai đạo tiên sinh nghĩ thế nào tôn khai đạo cười cười nói kim lão tướng quân nói quả thật có lý với kinh nghiệm lãnh binh nhiều năm của Kim lão tướng quân, nếu là hợp tác thì có được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa phía sau Kim lão tướng quân cũng không thiếu thế gia nhà giàu ủng hộ. Ta đoán thời gian qua lão tướng quân đã liên lạc được không ít người phải không? Tuy nhiên, y chuyển giọng. Dù là hợp tác cũng nên chia chính và phụ. Nếu không có chính và phụ thì lúc ban bố mệnh lệnh phía dưới liền không rõ ràng. Dựa theo lý, Kim lão tướng quân đức cao vọng trọng, Đại tướng quân nhà ta tất nhiên cũng nguyện ý tôn kim lão tướng quân là chính, đại tướng quân nhà ta là phụ, nhưng, nói như thế nào với người phía dưới? Trấn an như thế nào? Kim Thế Hùng ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi nói. Chỉ cần thời gian dài, tất nhiên là thuận theo. Tôn khai đạo nói thẳng. Nhân tâm không phục A. À. Tôn khai đạo xoay người nói với phương giải. Đại tướng quân, thuộc hạ không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng suy nghĩ của Thuộc Hạ là nhất quyết không muốn đi theo Kim lão tướng quân. Vì sao? Phương giải hỏi. Tôn Khai đạo chân thành nói: Thuộc Hạ đã theo ngài từ những ngày đầu gian khổ nhất. Về sau nếu đại tướng quân đại thành, Thuộc Hạ cũng thơm lây theo, áo gấm hồi hương, quang minh diệu tổ là không cần phải nói. Bởi vì đại tướng quân biết Thuộc Hạ trung thành, tất nhiên vui lòng ban ân huệ. Nhưng còn Kim lão tướng quân, dưới Chướng của Kim lão tướng quân cũng có người, tới lúc đó đám thuộc hạ làm sao so được với bọn họ. Làm sao có được công bằng? Làm sao đảm bảo tương lai không bị xa lánh? Tôn Khai đạo cười cười. Vừa rồi Kim lão tướng quân cũng nói thẳng, là vì trong tay đại tướng quân có 10 vạn thiết kỵ nên mới ở chỗ này chờ đại tướng quân bàn chuyện hợp tác. Nếu năm rộng tháng dài, 10 vạn thiết kỵ kia đều thuận theo Kim lão tướng quân, vậy thì vị trí của đại tướng quân ở đâu? Nếu là thuộc hạ, tất nhiên lo lắng có một ngày đại tướng quân mang theo 10 vạn thiết kỵ rời đi, cho nên thuộc hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ đại tướng quân. Sau đó lại loại bỏ dần các tướng lĩnh dưới trướng của đại tướng quân, thay bằng thân tín. Tên thất phu này. Kim Thế Hùng cả giận nói. Ngươi nói rằng nói bậy gì vậy? Người đâu, lôi cổ người này ra ngoài. Phương giải liếc nhìn Kim Thế Hùng một cái, lạnh lùng nói. Đại tướng quân không thấy làm vậy là thất lễ à? Hắn lạnh lùng nhìn hai thân binh đi lên định động thủ, nói: "Tôn Tiên Sinh là người của ta, không cần tới người khác phải can thiệp." Hai thân binh này muốn đi về phía trước nhưng lại không dám, do dự đứng đó, thỉnh thoảng liếc nhìn Kim Thế Hùng. Sắc mặt của Kim Thế Hùng xanh mét, khoát tay ra hiệu cho hai thân binh lùi xuống, nén giận nói: "Phương tướng quân, lão phu chờ ở nơi này, nói lời khuyên bảo." thành ý trong đó không cần nói ra ngươi cũng biết. Mong phương tướng quân suy nghĩ kỹ càng, chớ bỏ lỡ cơ hội thật tốt này. Đang thời loạn thế, ai chẳng muốn thi triển bản lĩnh của mình ra. Hiện giờ phương tướng quân binh hùng tướng mạnh, lại không biết sử dụng, chẳng phải khiến người ta cảm thấy đáng tiếc sao. Phương giải không nhịn được cười rộ lên. Nếu ta giao kỵ binh cho ngươi, ngươi liền cảm thấy không đáng tiếc đúng không? Kim Thế Hùng vô thức nhìn Phương giải một cái, trong mắt hiện lên một tia ác khí. Ta lại cảm thấy tôn tiên sinh nói có lý. Phương giải vừa ăn vừa nói. Ta và đại tướng quân không có thâm giao gì, đại tướng quân nguyện ý ở chỗ này không phải là chờ ta mà là chờ 10 vạn binh lính của ta. Một khi đã như vậy, sao ta có thể không nghĩ, về sau đại tướng quân sẽ đối đãi với ta như thế nào? Người của ta đi theo ta là muốn lấy được tiền đồ, nếu ta đáp ứng ngươi, chỉ sợ đội ngũ này sẽ lập tức làm phản mặc dù ta xuất thân từ hàng môn tiếp đọc sách nhưng không ngu si tới mức không nhìn thấy ngày mai nó như thế nào hắn vỗ bụng nói ăn no rồi giảm một bữa cơm thật tốt khóe miệng kim thế hùng co giật trừng mắt nhìn phương giải giờ là lúc cáo từ phương giải đứng lên nói đại tướng quân muốn đàm phán với người một người thì nên bắt được tâm tư của người đó bằng không đàm phán sẽ chẳng đi tới đâu ngươi chỉ muốn làm sao kiếm được lợi lớn nhất chỉ biết lấy mà không biết bỏ ra đừng nói là ta dù thay đổi là bất kỳ ai cũng sẽ không đồng ý với ngươi ngươi có bộ dáng xấu như vậy nhưng lại quá ảo tưởng bản thân đủ rồi kim thế hùng đứng lên nói hôm nay ngươi tới là để làm nhục ta sao phương giải lắc đầu rất nghiêm túc nói không phải ta vừa nói qua ta tới là để ăn bữa cơm này đấy ăn của ngươi tiết kiệm của ta rất tốt ngươi xem ta chỉ muốn chiếm chút tiện nghi của ngươi, cho nên ta chiếm được rồi. Bởi vì ngươi không thèm để ý tới một bữa cơm, mà mục đích của ta cũng chỉ là một bữa cơm. Ngươi muốn chiếm của ta tiện nghi lớn, ta tất nhiên không cho ngươi chiếm. Ngươi tham nhiều, mà ta tham ít, cho nên ta chiếm được, còn ngươi không chiếm được. Hắn vẫy tay, trong ánh mắt hoảng sợ của Kim Thế Hùng, Bạch Sư chạy tới. Phương giải nhảy lên lưng biến sắc, quay đầu nói với Kim Thế Hùng lời này có lẽ hơi thâm ảo chưa chắc ngươi hiểu được sau khi phương giải đi rồi kim thế hùng mới hiểu ra có lẽ người kia tới thực sự chỉ vì một bữa cơm điều này làm cho kim thế hùng khó có thể lý giải càng nghĩ càng giận nhất là câu mà phương giải nói trước khi đi khiến cho ông ta giận muốn nổ phổi ngươi tham nhiều mà ta tham ít cho nên ta chiếm được còn ngươi không chiếm được lời này giống như một cái tắc quất vào mặt ông ta thanh âm vang dội nhìn bóng lưng của phương giải kim thế hùng thấp giọng mắng vài câu bộ tóc bạc bị gió thổi lay đâu còn phong độ của người từng trải qua quan trường mấy chục năm kỳ thực tới hiện tại ông ta đã không thể duy trì phong độ được nữa bị hoàng đế bắt ở lại tây bắc xuôi nam không cửa tiến đông không đường muốn phát triển ở một nơi cằn cỗi như vậy căn bản là không có khả năng cho nên ông ta mới chờ phương giải ở đây bởi vì với thực lực hiện tại của ông ta căn bản không đủ để khai thông đường trở về Trung Nguyên. Chính như lời ông ta nói, Trung Nguyên đã loạn tới mức này, ai chẳng muốn liều mạng một chuyến. Tuy kim gia của ông ta không tính là thế gia hạng nhất, nhưng tốt xấu cũng đã có cơ nghiệp mấy trăm năm. Nếu thực sự toàn lực tranh giành, thì có thể đánh cược một lần. Trước khi đi nếu không phải hoàng đế lo lắng ông ta có dị tâm, thì sao có thể để ông ta ở lại Tây Bắc? Phương giải trở về, kỳ thực ông ta cũng biết không dễ hợp tác được với hắn nhưng ông ta không ngờ rằng người thanh niên kia lại chẳng hề kính sợ gì ông ta cho nên ông ta càng nghĩ càng giận một cước đá đổ cái bàn đá khuôn mặt kim thế hùng có màu như màu gan lợn đại tướng quân cứ để hắn đi như vậy một thân binh không cam lòng nói quá càng rỡ câm miệng kim thế hùng cả giận nói thật là mất mặt bảo ngươi bố trí chờ ở trong rừng đạo, không ngờ tất cả đều hái đào non để ăn, lão phụ bị các ngươi làm cho mất hết mặt mũi rồi. Chỉ cần nhìn cảnh đó, Phương Giải liền biết trong tay chúng ta không còn lương thực. Nếu trong tay lão phu mà còn lương thực, thì có lẽ hắn đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Thuộc hạ sợ tới mức run rẩy, lui về phía sau không dám lên tiếng nữa. Theo dõi gắt gao bọn chúng. Kim Thế Hùng chỉ hướng Phương Giải rời đi, lớn tiếng nói. Phái người nhìn chằm chằm, xem bọn chúng đi hướng nào. Thân binh vội vàng lên tiếng, phái người đi bố trí. Phương Giải và Tôn Khai Đạo trở về đại doanh, tâm tình đều tốt hơn nhiều. Hắn đã sớm đoán được tâm tư của Kim Thế Hùng, cho nên lần này tới có thể nói là ăn chực và xem trò vui. Đại tướng quân thuộc hạ bỗng nghĩ tới một việc. Sau khi Tôn Khai Đạo trở về, bỗng nhiên lại tìm tới Phương Giải, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phương giải chính đang ở trong xe ngựa đọc sách, đường xá xa xôi, hắn cũng không thể cả ngày cưỡi trên lưng bạch sư. Gần đây hắn đang xem sách sử. Những lời lúc trước của hạng thanh ngưu tạo cho hắn xúc động rất lớn, cho nên hắn phái người lấy không ít cuốn sách liên quan về xem. Sách sử là thứ bị triều đình hạn chế, không cho phép lưu thông ra ngoài. Cho nên tìm tới phần lớn là giả sử, chuyện xưa, tuy nhiên ít nhiều nó vẫn có tính chân thật trong đó. Thấy tôn khai đạo tiến vào, Phương giải thả cuốn sách trong tay xuống, chỉ đối diện. Ngồi xuống nói, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Hắn rót một chén trà đưa tới cho Tôn Khai Đạo, Tôn Khai Đạo dùng hai nhận lấy, cuối người nói lời cảm ơn. Lúc cuối đầu, y nhìn thấy cuốn sách mà Phương giải đang xem, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Sau khi trở về, thuộc hạ bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Tôn Khai Đạo chân thành nói, Chúng ta giống trống cô chiên trở về Trung Nguyên như vậy, Kim Thế Hùng tất nhiên sẽ ngạc nhiên làm sao đại tướng quân bỗng chốc có được 10 vạn binh lính như vậy, hơn nữa còn đều là kỵ binh. Mà trong tay y lại thiếu thốn binh lính cùng lương thực. Nhìn chúng ta binh hùng tướng mạnh trở về, có khả năng y sẽ nghĩ mang theo người của mình tới thảo nguyên càng quét. Lúc trở về chắc sẽ càng thêm lớn mạnh. Hôm nay đại tướng quân đã đắc tội y, ngày sau nếu như y lớn mạnh, khó đảm bảo y sẽ là chướng ngại vật trên con đường của đại tướng quân. Cho nên vừa nghĩ ra điều này thuộc hạ liền vội vàng tới tìm đại tướng quân ngài xem liệu có nên động thủ trước không phương giải cười cười nói việc này không cần phải lo lắng hắn giảng giảng người cười nói lúc luyện binh trên thảo nguyên vì sao ta lại phải đánh người bắt mang tôn khai đạo hơi sững sờ sau đó vỗ tay cười to hay y không nhịn được khen hóa ra đại tướng quân đã nghĩ tới điểm này từ sớm cho nên mới mang binh tập kích người Bắc Mang. Cứ như vậy, sau khi đại tướng quân xuất quân rời đi, người Bắc Mang sẽ lập tức xuôi nam chiếm cứ mãn đô kỳ vì lo sợ người khác đoạt lại. Lúc ở Mang Hoang, bọn họ đã được nếm thử chiến lực của biên quân Đại Tùy, mà trên Thảo Nguyên, phát hiện binh lính Đại Tùy lên ngựa còn đáng sợ hơn, cho nên, một khi Kim Thế Hùng mang binh tiến vào Thảo Nguyên, Bắc Mang Vương sẽ lập tức mang theo bộ tộc nhào lên như điên. Bắc Mang Vương không muốn nhìn thấy lại có một đội người Hán lớn mạnh, cũng không có phép có người nào khác cướp đi địa bàn của mình y không nghe được những lời phương giải nói với bắc mang vương bằng không y sẽ càng thêm hoảng sợ phương giải hiện tại so với mặt ngoài mà tôn khai đạo nhìn thấy sâu xa hơn rất nhiều phương giải mang binh đi theo lộ tuyến giống với lúc hắn mang theo sơn tự doanh từ phía nam sông nghi thủy tới chỉ có điều nếu đại quân muốn đi tây nam thì không thể lại vượt qua núi mang đản được cho nên phải vòng một đoạn khá xa tới chỗ giao hợp của sông nghi thủy và trường giang hay chính là hà nam mà phương giải từng đi qua lúc tới ung châu việc cần làm bây giờ là làm sao qua được sông phương giải đã phái trần hiếu nho đi làm nhiệm vụ từ sớm chỉ có điều không ai biết nhiệm vụ của trần hiếu nho là gì mặt khác phương giải phái mấy trăm kiêu kỵ giáo tới núi mang đảng thu thập thuyền nhỏ bọn họ không có cầu nổi của chiến binh đại tùy cho nên muốn qua sông chỉ có hai cách một là thu thập đủ thuyền hai là phái một đội binh mã tới bờ sông bên kia chặt cây tạo cầu gỗ tuy nhiên đường sông giao nhau giữa nghi thủy và trường giang quá rộng dựng cầu gỗ là không thiết thực công khai đạo đã suy nghĩ nhiều ngày làm sao qua được sông còn phương giải giống như chẳng hề lo lắng y nhẫn nhịn vài ngày rốt cuộc không nhịn được đi tìm phương giải thời gian qua đại tướng quân một mực ở trong xe ngựa đọc sách sao không lo lắng qua chuyện qua sông phương giải thấy vẻ mặt sốt ruột của y không nhịn được cười nói ngươi ấy à ở đại cục liếc mắt cái có thể nhìn thấu ngay cả ta cũng không bằng nhưng về việc điều hành cùng quản lý hậu cần ngươi lại quá kém có một số việc vụn vặt ngươi rất ít suy xét tới nếu ta đã sớm quyết định tới hoàng dương đạo tự nhiên đã có an bài hắn lấy một bức thư từ phía sau đưa cho tôn khai đạo tôn khai đạo giơ hai tay nhận lấy mở ra xem lập tức mỉm cười đại tướng quân thật biết giấu giếm người khác hóa ra còn có sự trợ giúp đằng sau nếu nói sớm cho thuộc hạ, thì thuộc hạ đã không phải mất ngủ vài ngày rồi. Phương Giải nói. Về chuyện quân vụ, ta tất nhiên phải lo lắng nhiều hơn. Ngươi có tài tể tướng, nhưng ở quân vụ vẫn kém một chút. Sau khi tới Hoàng Dương Đạo, cũng có một phương, chiêu mộ binh lính, dựng đồn điền nuôi dưỡng dân, đều cần ngươi lo liệu. Tôn Khai Đạo xấu hổ nói. Thuộc hạ là người dốc hết sức khuyên nhủ đại tướng quân xua quân xuôi nam, chỉ có điều thuộc hạ không biết phải an bài như thế nào sau khi rời khỏi thảo nguyên, vẫn là đại tướng quân tính toán không bỏ sót cũng như chuẩn bị đầy đủ. Thuộc hạ thẹn với sự ưu ái của đại tướng quân. Trong lòng y lại tràn đầy lo lắng, lúc trước y đi theo phương giải, cho rằng nói về tài năng, mình ở phía trên phương giải. Nhưng giờ nhìn lại, phương giải càng ngày càng càng khiến y cảm thấy sâu không lường được, tất cả mọi việc đều đã an bài xong. Ngoài miệng tuy phương giải nói không có gì, nhưng nếu mình tiếp tục như vậy thì phương giải cần gì ở mình nữa nghĩ tới những điều này trong lòng y lập tức sinh ra nguy cơ trong nháy mắt sau lưng đã đổ đầy mồ hôi cho tới nay y đều cảm thấy phương giải không rời khỏi mình nhưng hiện tại y phát hiện nếu mình không cố gắng nhiều hơn thì việc phương giải khen y có tài tể tướng chỉ sợ sẽ trở thành châm chọc sao lại nói như vậy phương giải cười cười nói mỗi người đều có sở trường của mình gặp chiến tranh, ngươi bày mưu tính kế cho ta. Bình định một phương, ngươi giúp ta quản lý. Những việc đó ta không bằng ngươi. Cho nên ta mới nói ngươi có tài tể tướng chứ không phải là tài tướng soái. Nếu ngươi ấy nấy tự trách bởi vì những việc không thuộc sở trưởng của ngươi, thì đó tự coi nhẹ bản thân rồi. Công khai đạo cúi đầu. Đại tướng quân giáo huấn rất đúng, thuộc hạ nhớ kỹ trong lòng. Ừ. Phương giải nói. Ngươi tới cũng vừa lúc, ta đang định thảo luận với một chuyện, ngươi xem. Phương giải mở bản đồ ra, đây là bản đồ mà trước lúc tới Hoàng Dương Đạo, hắn đã phái người sửa sang lại, tường tận rõ ràng hơn bản đồ hành chính của Đại Tùy. Giống như lời ngô nhất đạo nói, kỳ thực không có mấy người chân chính hiểu được Phương giải là người có tâm tư nhẵn nhụi và làm việc thực tế như thế nào. Ở mọi thời khắc hắn đều có sự chuẩn bị, cho dù nhiều chuẩn bị không dùng được, nhưng hắn vẫn không cho rằng đó là lãng phí thời gian và tinh lực chẳng hạn như tu sửa thành phan cố dù không có tác dụng gì nhưng phương giải vẫn không cho rằng đó là một việc vô bổ lúc ở hoàng dương đạo phương giải nhìn như mỗi ngày chỉ để ý huấn luyện sơn tự doanh kỳ thực hắn âm thầm phái phi ngư bào điều tra dân tâm và địa thế của nơi này bởi vì lúc đó phương giải cũng đã tính toán ngày sau lập căn cơ ở hoàng dương đạo rồi cho nên mới có chuyện ngô nhất đạo di dời xưởng của hắn tới núi chu tước ở hoàng dương đạo lưu lại trong thành trường an chẳng qua chỉ là một xưởng thợ may mà thôi nơi này là núi chu tước phương giải chỉ vào bản đồ nói nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì người ta an bài ở đó đã xây dựng xong sơn trại rồi nơi này cách trị thành của hoàng dương đạo ít nhất bảy tám trăm dặm do hơi vội vã nên sơn trại mới chỉ xây được ở hình dáng bên ngoài tuy nhiên vẫn tốt hơn là khi chúng ta tới mới xây lúc này tôn khai đạo mới nhớ tới tướng quân thôi trung chấn phụng mệnh xuôi nam chính là đốc thúc xây dựng sơn trại phương giải gật đầu đúng vậy lúc trước ta bảo y dẫn người tới hoàng dương đạo vốn là để tìm hiểu hành tung của quân đội la diệu về sau nghĩ lại la diệu rời khỏi hoàng dương đạo thì nơi đó trở nên trống không có thể sống yên được cho nên ta không bảo y trở về mà phân phó giả làm cường đạo chiếm núi chu tước làm căn cứ bức bách những gia đình giàu có gần đấy rời đi không cho phép ai tới gần sau đó thì xây dựng doanh trại ở dưới chân núi thuộc hạ đã hiểu tôn khai đạo nghĩ một lúc rồi nói đại tướng quân lệnh cho thôi tướng quân giả làm sơn tặc dọa dân chúng gần đó rời đi về sau lại có tán kim hầu trợ giúp tất nhiên không thiếu thợ thủ công với năng lực của hàng thông thiên hạ xây dựng sơn trại ở chân núi cũng không phải là việc khó khăn gì phương giải gật đầu ta muốn hỏi ngươi là sau khi tới núi chu tước rồi chúng ta nên phát triển như thế nào tuy núi chu tước kéo dài trăm dặm nhưng nếu không phát triển thì chỉ là một mã tặc có quy mô lớn mà thôi hướng tây nam tôn khai đạo chỉ về phía nam núi chu tước nói biên giới phía nam núi chu tước là nơi xa nhất ở phía tây nam của hoàng dương đạo bởi vì cách một núi lớn lại ít liên lạc với bên ngoài nên không có ai chú ý tới nơi này có một khu vực rộng lớn tươi tốt rộng hàng nghìn dặm do nơi này giao thông bế tắc nên cơ hồ không có dân chúng Tuy vẫn là vùng đất lệ thuộc Đại Tùy, nhưng ngay cả một cái huyện cũng không bố trí ở đây, có thể biến nơi này thành đồng điền, rồi chiêu mộ binh lính vừa làm ruộng vừa luyện binh. Giống như là trồng rau hẹ vậy. Tôn Khai Đạo chỉ chỉ bản đồ, vẻ mặt hưng phấn nói. Luyện được một đám binh lính, giao trồng được lương thực trong mấy quý. Cứ thế lặp lại, liên miên bất tận. Phương giải nhìn vẻ mặt tươi rói của Tôn Khai Đạo, trong lòng cười cười hắn làm sao không nhìn ra được phía tây nam của núi Chu Tước là một nơi tốt, hắn cũng đã phái một đám người tới đó khai hoang rồi. Hắn chỉ là không muốn tôn khai đạo mất đi sự tự tin mà thôi. Người này là một tài năng có thể sử dụng, nhưng nếu khiến y mất đi tự tin, vậy thì tài năng này liền thui chột. Nếu như nói hiện tại Tây Bắc còn có người dám ngăn lại đội kỵ binh 7 vạn người được trang bị tới tận răng cộng thêm không dưới một vạn dân phu mới chiêu mộ được ở ven đường, thì đó không phải là dũng sĩ, mà là ngu ngốc nhưng chuyện ly kỳ như vậy lại thực sự tồn tại trên thế giới này lúc đi qua nơi từng là tây đại doanh của phản quân lý viễn sơn kỵ binh du kỵ mở đường không ngờ lại bị một sơn tặc ngăn lại khu vực núi hầu vũ này từ trước tới nay có nhiều điêu dân nhưng điêu tới mức này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt đám sơn tặc mấy nghìn người này chắc chỉ thấy kỵ binh mấy trăm người dò đường tưởng rằng là một đội đi riêng lẻ nên mới ngăn cản ở quan đạo rồi kêu gào giao ra binh khí và ngựa liền thả cho một con đường sống. Kết quả là mấy trăm kỵ binh này chẳng thèm để ý tới. Đám sơn tặc giận dữ, ngăn cản trên quan đạo không chịu tránh ra. Xem tư thế là không chết không ngớt. Kết quả Lúc đội kỵ binh liên miên bất tận từ phía sau đi tới, cũng không biết có bao nhiêu sơn tặc bị dọa đái ra quân. Chỉ biết là lúc ấy cái tên râu quai nón tự xưng là vũ dũng đại đương gia kia sợ tới hai chân mềm nhũng, các tiểu đệ phía sau muốn chạy trốn, nhưng đã bị du kỵ binh lùa trở về. Đối với những tên sơn tặc này, Phương giải ngay cả thẩm vấn cũng không làm, trực tiếp nói một chữ. Giết! Kỵ binh nhào tới như lan như hổ, đại khai sát giới trong thung lũng. Ngoại trừ thanh niên dưới 20 và người già trên 50 ra, còn đâu đều bị chém chết. Các bố y có chút khó hiểu, Thời gian qua trác bố y chỉ mãi mê suy nghĩ những lời khuyên của trung thân vương, rất ít đi ra ngoài. Lúc nghe thấy phương giải hạ lệnh tru sát sơn tắc, y có chút không đành lòng, vì thế đi lên xe ngựa của phương giải. Giác hiểu. Trác bố y ngồi xuống đối diện phương giải, trầm mặt một lúc rồi mở miệng nói. Ta cảm thấy ác khí trên người ngươi càng ngày càng nồng rồi. Đám sơn tặc này dù tai họa một phương, nhưng chưa hẳn người nào cũng đáng chết tuy ngươi đã tha cho những thiếu niên và người già nhưng vẫn giết nhiều lắm ta biết rằng những người đó hơn nữa từng là phản quân dưới trướng của lý viễn sơn trong tay cũng có nhiều nợ máu nhưng vẫn cảm thấy giết người như vậy có chút qua loa phương giải cười cười rót một chén trà cho y ta hiểu ý của tiên sinh tiên sinh lo ác khí của ta quá nồng sẽ mất đi bản tâm đúng vậy trác bố y gật đầu phương giải đưa chén trà nóng cho y nghĩ một lát rồi hỏi. Tiên sinh cho rằng, ta sắp đi làm chuyện gì? Trác bố y ngẩn ra. Tuy ta không tham dự chuyện trong quân, nhưng cũng biết ngươi chuẩn bị khai thác một phương. Dưới trướng của ngươi có nhiều tướng sĩ như vậy, cho dù ngươi không có suy nghĩ đó thì cũng không được. Chỉ là ta cảm thấy, nếu có thể giết chóc ít đi một chút thì tốt. Phương giải chậm rãi. Tiên sinh nói sai một điểm, trước kia có lẽ ta không có suy nghĩ đó, nhưng hiện tại nhất định phải có tiên sinh cho rằng ác khí của ta quá nồng kỳ thực là ta cố ý tiên sinh không thích việc quân vụ cũng không thích tranh đấu triều đình nhưng tâm tư của tiên sinh sáng như gương hẳn là nhìn ra được binh lính của ta thiếu nhất là thứ gì thiếu cái gì các bố y nghĩ một lát rồi lắc đầu binh lính tinh nhuệ lương thực đầy đủ ta không biết thiếu cái gì thiếu sát khí phương giải chân thành nói chắc tiên sinh không nghĩ qua, ta sắp phải bước trên con đường nào. Ta dẫn binh trêu chọc người Bắc Mang là vì bồi dưỡng sát khí cho binh lính. Vừa rồi ta hạ lệnh giết hơn nửa sơn tặc, vẫn là vì để cho binh lính cảm nhận được sát khí đó. Ta phải để bọn họ thích ứng một việc, kẻ nào cản trở phía trước, liền giết kẻ đó. Nếu không có sát khí như vậy, thì muốn khai thác một phương chẳng phải là trò cười sao? Cho dù ta có nắm giữ 10 vạn binh lính thì có ích lợi gì? Nếu ngay cả đau bọn họ cũng không dám chém xuống, vậy thì huấn luyện cũng vô ích mà thôi. Hiện tại ta để bọn họ thấy nhiều máu, là về sau khi lên chiến trường gặp phải chém giết thật sự, bọn họ sẽ không sợ máu. Nếu tâm ta mà độc hơn, thì đã không hạ lệnh thả thanh niên và người già rồi. Binh giả là hung khí chí hung thiên hạ, ta còn cần phải nuôi dưỡng thêm cái hung khí đó. Trác bố y trầm mặt, sau đó gật đầu. Quả thực ta không nghĩ tới điều đó, cũng không biết về mấy thứ đó. Có lẽ ngươi đúng, nhưng với ta mà nói vẫn không thích ứng. Ta hiểu ý của ngươi, khiến binh lính càng ngày càng hung hãn, thì lúc đi lên chiến trường, cơ hội sống sót của bọn họ mới càng cao. Đúng vậy. Phương giải gật đầu. Ta đi đây. Trác bố y trầm mặt một lúc, bỗng nhiên nói. Chinh chiến thiên hạ, quả thực không phải là điều ta mong muốn. Phương giải khẽ nhíu mày, ngồi thẳng người lên, hỏi. Tiên sinh muốn đi đâu? Núi thanh nhạc. Trác bố y cười cười. Kỳ thực không có chuyện ngày hôm nay, ta vẫn muốn cáo từ. Lòng ta ở sơn giả, ở trong quân đội sẽ khiến tâm tính càng ngày càng loạn. Ngày đó những lời của Trung thân vương tạo cho ta xúc động rất lớn, cho nên ta tính toán tới nhất khí quan mượn độc điển tịch đạo tông, hy vọng có thể thu hoạch được lợi ích. Ngươi lãnh binh nuôi dưỡng sát khí, mà ta muốn ngộ đạo nuôi dưỡng tinh khí. Phương giải nghĩ một lát, cởi một miếng ngọc bội trên người xuống, sau đó nhấc bút viết mấy chữ lên đó. Nguyên khí thiên địa tụ vào mực nước, mấy chữ nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng không thể nào xóa đi được. Giác hiểu tặng thầy tốt bạn hiền. Phương giải trịnh trọng thi lễ. Chúc tiên sinh sớm ngày thành đại đạo. Trác tiên sinh nhận lấy miếng ngọc bội, cười nói. Đạo của ngươi là giang sơn, đạo của ta là nhân lực. Ta và ngươi đều muốn nắc đạo nên mới tu hành chỉ có điều con đường khác nhau mà thôi. Tuy ta và ngươi định trước sẽ mỗi người một ngã, nhưng vĩnh viễn là bằng hữu, mong được gặp lại ở Trường An. Phương Giải ngẩn ra, sau đó trịnh trọng thi lễ. Phương Giải không kiên trì lưu lại Trác Bố Y, bởi vì hắn biết Trác Bố Y nhất định sẽ rời đi. Mình cưỡng ép Y lưu lại không những vô ích, ngược lại sẽ làm lỡ con đường tu đạo của Trác Bố Y, tính cách quyết định cuộc đời một người, sở dĩ Trác Bố Y tu hành họa địa vi lao, là vì cái tâm của y rất thiện lương. Họa địa vi lao, chỉ vậy thôi chứ không giết. Sát khí trong quân đội quá nồng, không có lợi cho việc tu hành của y. Đoàn người theo quan đạo tiến lên, giết một đám sơn tặc chỉ là nốt nhạc đệm, thậm chí binh lính chẳng thèm để ý, coi nó như chuyện cười. Thám báo của Kim Thế Hùng vẫn đi theo đội ngũ, mà phương giải thì lười so đo. Kim Thế Hùng là một nhân vật lớn, nhưng nếu không rời khỏi Tây Bắc thì chỉ như một con cá mập ở nước cạn sớm muộn gì cũng chết vì thiếu dưỡng khí. Mà hắn, như rồng tiến vào biển sâu. Trên núi mang đảng có không thiếu phản quân từng dưới trướng của Lý Viễn Sơn, có người gan lớn tới muốn đầu nhập, nhưng phương giải không thu một ai. Dân tâm Tây Bắc gian xảo, binh lính như vậy hơn nữa là tới kiếm cơm. Một binh lính dũng cảm chưa hẳn sẽ kéo theo những người dũng cảm đi cùng. Nhưng một binh lính sợ chết, nhất định kéo theo những người sợ chết khác. Một đường không nói chuyện, đội ngũ thuận lợi tới bến sông mà lúc trước phương giải đi tới ung châu tới nơi này đám người tôn khai đạo mới biết được cung cách làm việc ổn thỏa của phương giải cảnh tượng trên mặt sông khiến cho mọi người chấn kinh trên sông lớn một hàng thuyền lớn không đếm xuể cột buồn như rừng ngàn buồn bay phấp phới lá cờ cắm trên thuyền lớn tung tay bước gió mấy hàng chữ lớn trên lá cờ càng bắt mắt hàng thông thiên hạ lúc trước đội tàu của hàng thông thiên hạ có thể thoải mái vận chuyển gần trăm vạn đại quân tới Tây Bắc, lúc này vận chuyển chưa tới 10 vạn kỵ binh qua sông tất nhiên không phải là việc khó khăn gì. Lúc tất cả binh lính nhìn thấy thuyền lớn kéo dài liên miên bất tận này, trong lòng càng thêm kính để phương giải. Một lãnh tụ có năng lực là người có thể khiến cho cấp dưới yên lòng. Lúc này bọn họ mới phát hiện hóa ra phương tướng quân lại thần thông quảng đại như vậy, có thể nhờ tới đội tàu của hàng thông thiên hạ vận chuyển đại quân qua sông mà khiến cho người ta càng giật mình, chính là đội tàu bảo vệ, lại là thủy sư đại tùy. Ít nhất có 200 chiến thuyền lớn nhỏ qua lại mặt sông, làm cho người ta rung động giống như nhìn thấy rất nhiều cá voi lớn nhảy trên mặt nước. Có thể nhờ tới hàng thông thiên hạ gửi thuyền lớn vận chuyển đại quân đã khiến hắc kỳ quân ngạc nhiên rồi, lại được nhìn thấy thủy sư đại tùy khiến bọn họ vui sướng khó nói lên lời. Giờ này trong mắt bọn họ, phương giải đã trở thành người không gì không là được. Rõ ràng luôn ở Tây Bắc, vì sao có thể biến ra được nhiều thuyền như vậy, thậm chí còn có cả thủy sư. Binh lính bị cảnh tượng trên sông làm cho rung động, cũng không biết là ai hoang hô trước, tất cả đội ngũ đều sôi trào theo. Binh lính vốn cho rằng khó khăn nhất là vượt sông lớn. Nếu chẳng may thủy sư Trường Giang chặn lại thì tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ai có thể ngờ tới, thủy sư Trường Giang lại tới hộ tống giúp bọn họ. Bờ sông Phương giải bước nhanh về phía trước, cúi đầu nói với Ngô Nhất Đạo, người đã đợi ở đây một thời gian nếu không có hầu gia thì lúc này ta liền gặp khó khăn rồi ngô nhất đạo cười thản nhiên chỉ người đứng bên cạnh lúc này phương giải mới phát hiện đứng bên cạnh ngô nhất đạo không ngờ là một cố nhân đoàn tướng quân phương giải hơi sửng sốt phát hiện người này chính là tướng quân thủy sư đoạn tranh người từng giúp mình một lần đoạn tranh chắp tay nói với phương giải phương tướng quân đã lâu không gặp Ngô Nhất Đạo mặc bộ áo dài màu xanh ngọc đặc trưng, cười nói. Lúc trước ta viết thư gửi cho đoàn tướng quân, mời đoàn tướng quân tới đây nhưng y còn không đáp ứng. Ta phái tử sắc tài đi một chuyến, lúc đoàn tướng quân biết là ngươi muốn tới Tây Nam, lập tức đáp ứng. Hóa ra các ngươi đã quen biết nhau từ trước, là lạc hậu. Phương giải vội vàng nói. Lúc trước bắt thượng chính là đoàn tướng quân trợ giúp lớn. Hôm nay lại khiến đoàn tướng quân vất vả, Phương mổ vô cùng cảm kích chỉ có điều không phải đoàn tướng quân đang ở gần sông Lạc Thủy Hà Đông đạo đó sao? Sao giờ lại ở đây? Đoạn Tranh vội vàng khoát tay nói. Lúc đó là kính để dũng khí của Phương tướng quân nên mới ra tay giúp đỡ. Việc nhỏ như vậy không đề cập cũng được. Về phần vì sao ta ở chỗ này, Đoạn Tranh thở dài. Sau đó vương tay mời Phương Giải. Đám người Phương Giải lập tức tiến vào một cái đình gần bến tàu. Trong đình đã bày sẵn rượu và thức ăn lúc trước ta phụng mệnh dẫn thủy sư Trường Giang tới Hà Đông Đạo giúp đỡ đại quân Triều Đình tới Hà Tây Đạo. Từ đó trở đi vẫn không rời khỏi, vẫn ở chỗ vương nhất cừ làm việc, mỗi ngày mang theo đội tàu tuần tra qua lại, cũng khá là thanh nhàn. Chỉ có điều không ngờ tới cao khai thái liên kết với vương nhất cừ làm phản. Ngày ấy ta vừa vặn mang theo đội tàu tuần tra đường sông, lúc trở lại thì đại doanh đã đổi lại màu cờ. Ta không phải là người thân cận của vương nhất cừ, cho nên y không tiết lộ cái gì, mà ta là người làm việc cẩn thận, không dẫn đội tàu nhập vào thủy trại của Vương Nhất Cừ. Nhờ thế mà may mắn thoát chết. Sau khi ta mang thuyền trở về, Vương Nhất Cừ liền hạ lệnh cho hạm đội bao vây. Ta thấy tình hình không đúng, lập tức hạ lệnh đội tàu lùi về đằng sau. Ngày ấy ta khá may mắn, hướng gió thuận cho việc chạy trốn, cho nên đội tàu mới rút lui kịp thời. Tuy tổn thất hơn 10 chiến thuyền, nhưng vẫn mang được phần lớn chiến thuyền rời đi. Lúc đầu ta nghĩ mọi biện pháp để liên lạc với hoàng đế, nhưng khu vực đó bị phong kín khiến ta không liên lạc được. Về sau ta liền dẫn đội tàu trở lại Trường Giang, muốn tìm đại tướng quân của thủy sư Trường Giang là Bác Kim để thương nghị. Ai biết, Bác Kim đã đầu phục vào La Diệu. Thủy sư Trường Giang và đại quân La Diệu hợp binh, đã sát nhập vào Giang Nam rồi. Cho nên ta liền dẫn người đóng tại chỗ này, cả ngày phải lo lắng đề phòng. Vừa lúc hầu gia gửi thư tới, mời ta tới uống rượu nghị sự lúc ấy ta đang chán nản đâu có tâm tư mà để ý về sau mới biết được người hẹn ta chính là người của phương tướng quân thật đúng là duyên phận phương giải cũng cao hứng mời bọn họ vài chén ngô nhất đạo cười nói không chỉ có đoàn tướng quân vị sư thúc trên danh nghĩa của ngươi hay chính là la úy nhiên chỉ huy sứ của đại nội thị vệ sử cũng được ta dẫn tới nhưng mấy ngày trước la úy nhiên đã đi theo đội tàu chuyển lương thực lên núi chu tước rồi chờ tới khi tới sơn trại ngươi có thể gặp lại đúng rồi còn có tiểu thái giám mục tam nữa phương giải cười nói nhiều cố nhân tụ lại như vậy đúng là chuyện may mắn đáng giá say một trận ai đoạn tranh thở dài đặt chén rượu xuống buồn bã nói lúc ta dẫn đội tàu bắt thượng sao mà hăng hái cảm thấy loạn tây bắc chỉ thường thôi bệ hạ ngự giá thân chinh, sĩ khí đại quân như cầu vồng, cộng thêm các danh tướng, dùng lôi đình gột rửa một góc chẳng cần tốn nhiều sức. Ai ai ngờ, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Lúc hoàng đế giao 20 vạn chiến binh cho cao khai thái, làm sao đoán được người này lại ngăn chặn đại quân chinh tây trở về. Vài chén rượu vào bụng, vị tướng quân từng được coi là thanh niên tài tuấn của thủy sư đại tùy liền chút hết bầu tâm sự. Tiền triều Trịnh quốc, giai đoạn cuối xảy ra chiến loạn trong 50 năm, Hôm nay phía Tây phản, ngày mai phía Đông loạn. Dù vậy Trịnh quốc vẫn kéo dài hơi tàn được 50 năm, thẳng tới khi Thái Tổ hoàng đế nổi dậy mới chấm dứt loạn lạc. Lúc đó quan viên Trịnh quốc tham ô, làm rối kỷ cương, một tay che trời, ngân khố quốc gia trống rỗng, tình cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn qua được hai đời đế vương mới diệt quốc. Đại tùy binh nhiều tướng mạnh, thực lực cường đại, kéo dài mấy nghìn năm cũng không phải chuyện khó khăn. Vậy mà chỉ một hồi phản loạn liền đã dao động tới căn cơ rồi. Lời này của Đoạn Tranh đã lộ ra bản tâm của y, vị từng được hy vọng trở thành đại đô đốc của thủy sư này, vẫn chưa hết hy vọng khôi phục giang sơn. Y là hậu nhân của danh môn, vẫn rất tin tưởng vào triều đình. Cho dù hiện tại Trung Nguyên đã cực kỳ rối loạn, y vẫn không thể giải thích được vì sao nó lại biến thành như vậy. Nói thật, ở Đại Tùy, 10 người thì có 9 người có thắc mắc đó. Nếu chỉ dùng một câu thịnh cực mà suy để giải thích thì vẫn chưa xác đáng lắm. Ngô Nhất Đạo lạnh nhạt nói. Quả thực Đại Tùy có thực lực khoáng cổ tuyệt kim, nhưng vấn đề bên trong cũng dày cũng nhất từ xưa tới nay. Bởi vì tiền triều Trịnh Quốc trọng văn khinh võ, thế nên dù nhiều lần sinh ra phản loạn nhưng vô lực xoay chuyển trời đất. Còn Đại Tùy từ lúc lập quốc tới nay vẫn trọng dụng võ tướng. Quyền thế của đại tướng quân 16 vệ chiến binh còn lớn hơn tổng đốc các đạo. Các đời hoàng đế Đại Tùy đều là quân chủ thánh minh nên có thể đàn áp được thế lực của võ tướng. Nhưng hiện tại bệ hạ bị bệnh năng, thái tử tuổi nhỏ, những vấn đề bị ép xuống dưới mới nổi lên. Lúc La Diệu khởi binh, những đại tướng quân cầm binh quyền lớn kia, người nào mà chẳng suy nghĩ cho bản thân. Văn võ cân bằng, thì mới định quốc được. Bất kể là trọng văn kinh võ hay là trọng võ kinh văn, đều là mầm tai họa. Những lời này tuy có lý, nhưng vẫn chưa đủ để giải thích vì sao đại tùy sụp đổ công khai đạo than nhẹ nói đương kim bệ hạ quá nóng lòng cũng quá tự tin lời này mọi người đều nhận đồng không nói chuyện này nữa ngô nhất đạo cười nói hôm nay tề tụ đáng giá vui mừng nào nào vì duyên phận này mà cạn một chén mọi người nâng chén lên uống một hơi cạn sạch ngô nhất đạo đặt chén xuống rót cho đoạn tranh một chén đầy còn phải đa tạ đoàn tướng quân nhớ tình xưa mà ra tay tương trợ, chỉ có điều không biết đoàn tướng quân đã có tính toán gì cho tương lai chưa. Y nháy mắt với Phương Giải, Phương Giải khẽ gật đầu. Chẳng có tính toán gì cả. Đoạn tranh hơi say, nằm xuống bàn, thở dài. Ngày trước vài tướng lĩnh thủ hạ của ta có hỏi ta đi theo con đường nào. Ta có tâm giết tặc vì nước, nhưng giờ lại không phân biệt được ai là tặc. Chỉ bằng 200 chiến thuyền trong tay ta thì làm được gì? hơn vạn tính mạng tiền đồ của các huynh đệ đều đặt trên vai ta, có đôi khi nghĩ, dứt khoát giải tán binh mã, chia chút bạc cho bọn họ trở về làm ruộng đánh cá đi. Tôn khai đạo liếc nhìn phương giải một cái, nghiêm mặt nói. Đoàn tướng quân, hơn vạn thủy quân dưới trướng của ngươi chắc không muốn thấy ngươi suy sụp như vậy. Bọn họ còn đang trông cậy ngươi dẫn theo bọn họ đi lên một con đường sáng. Đường sáng. Đoạn tranh ngồi thẳng dậy, cười khổ nếu vài vị coi ta là bằng hữu, vậy xin chỉ điểm đường sáng ở chỗ nào? Ngay ở đây. Tôn Khai Đạo hướng phương giải, nói. Đại tướng quân nhà ta mang theo 10 vạn hùng binh xuôi nam, nếu đoàn tướng quân nguyện ý, dẫn theo chiến thuyền thủy sư tề tâm hợp lực với đại tướng quân, thì có thể cho các huynh đệ thuộc hạ của đoàn tướng quân một tiền đồ tư sáng. Chẳng lẽ đoàn tướng quân muốn trầm luân trong đau khổ rồi buông tha tất cả sao? Vậy tài học hai mươi mấy năm của ngươi chẳng phải là bị lãng phí đàn ông tốt nên có chí khí theo ta thấy đoàn tướng quân nên tỉnh lại đi đoạn tranh hơi sửng sốt sau đó biến sắc nhưng ta là quan viên đại tùy ngô nhất đạo khoan thai nói ai chả vậy đoạn tranh nghẹn lời bỗng nhiên gục xuống bàn khóc lớn ta có tâm giúp nước nhưng vô lực xoay chuyển trời đất nếu không thể quay lại được phương giải vỗ vai y ôn hòa nói vậy thì tiến về phía trước Giang Nam Thư viện Thông Cổ, Thành Hiền La Thư viện này có tuổi đời còn lâu hơn Đại Tùy, ít nhất đã 300 năm lịch sử rồi. Thư viện được xây vào thời Đại Trịnh, do bác học Đại Nho dựng lên. Ngày trước là thánh địa trong lòng văn nhân Giang Nam. Nếu văn nhân nào được học ở trong thư viện, thì thân phận liền cao hơn một bậc. Thư viện chiếm diện tích cũng không lớn, gần kề con sông ở phía nam thành Hiền La. Bên ngoài thư viện, dọc theo con sông là một hàng cây liễu những cây liễu này có tuổi đời bằng với thư viện gốc cây phải hai người ôm mới ôm hết thư viện chia làm ba phần phần trước là nơi các học sinh đọc sách phần giữa là nơi ở của các giáo viên thư viện phần sau cùng là tàn thư lâu của thư viện và chỗ ở của viện trưởng các học sinh không thể tự tiện tiên vào hậu viện mặc dù là tới tàn thư lâu mượn sách đọc cũng không được tùy tiện đi linh tinh nơi này là quy củ mà vị đại nho dựng lên thư viện lập ra 300 năm vẫn nghiêm khắc như cũ. Cho nên không ai biết, cứ cách 3 tháng lại có một đám quý khác tới thư phòng của viện trưởng. Mà sau khi những người này tới, rèm thư phòng sẽ được đóng kín, không ai nhìn thấy bên trong. Trong phòng có ít nhất 20 người ngồi vây quanh, xem ra không có người nào là có công danh trên người, đều mặc áo vải. Nhưng những người này đều có lại lịch rất lớn. Tuy bọn họ không có thân phận cao, chỉ đơn giản là tiên sinh phòng thu chi hoặc là phụ tá, nhưng khi những người này tụ lại một chỗ có thể khiến thiên hạ bất an mục đích thảo luận lần này là làm sao diệt trừ la diệu hiện tại kẻ này đã trở thành tai họa lớn nhất nếu các ngươi đã tới đây thì đưa ra ý kiến bản thân người lên tiếng ngồi ở vị trí đầu cũng chính là viện trưởng đương nhiệm đổng thanh phục đám người phương giải đang uống rượu bàn chuyện trong cái đình gần nơi giao nhau giữa trường giang và sông nghi thủy rượu không cay nhưng người lại thổn thức những người ngồi ở đây đều có sở trường của mình, đều hiển hách một phương. Tâm tư không ở trên mặt, nhưng ánh mắt nhìn cùng một hướng. Tuy tướng quân thủy sư đoạn tranh trong lòng bất bình không cam lòng, sau rượu thất thố khóc trống, nhưng đã tới lúc này rồi còn làm được gì? Ngô nhất đạo kinh doanh hàng thông thiên hạ không có giới hạn, cũng không có ban phái gì, được đi được nhìn được trải nghiệm nhiều hơn bất kỳ ai, cho nên cái nhìn của y cởi mở hơn là đoạn tranh ở chỗ này không ai tiếp cận với nhân gian thiên thượng hơn y người thường cả ngày ảo tưởng cuộc sống của hoàng đế rồi tôn sùng như thần minh mà y đã thấy qua một bữa cơm của hoàng đế thấy chỉ tầm thường cho nên mới có câu đứng cao mới thấy được xa ngồi ở chỗ thấp chỉ thấy một mẫu ruộng ba phần đất ở trước mặt thiên hạ chính là như vậy thuận thế mà đi thì như thuyền xuôi dòng đi được ngàn dặm nghịch thế mà đi như thuyền ngược dòng khó mà tiến thêm một bước hiện tại quần hùng thiên hạ nổi dậy, chính là dấu hiệu của loạn thế. Hoàng đế muốn lực vãn cùng lan, ngược lại trở thành người nghịch thế. Không lâu trước đó, mỗi tiếng nói mỗi cử động của hoàng đế chính là đại thế, bàn tay chỉ điểm giang sơn. Nếu như đại tùy là thuyền, thì y là thuyền trưởng, y muốn đi nơi nào, chỉ cần chỉ tay về hướng đó. Có lẽ chính vì vậy, mà đám quyền quý phất cờ tạo phản hiện tại mới có một tia khoái cảm. Cũng chính là vào ngày này, trên núi diệu phong của giang nam sụp một góc đá lớn rơi xuống nghe nói trên đá lớn có mấy chữ to tùy diệt ung hưng tin tức này giống như cùng phong truyền ra ngoài không bao lâu truyền khắp nửa thiên hạ cũng chính vào ngày này la diệu từng là đại tướng quân của tả tiền vệ đại tùy xưng là ung vương giơ lên cờ lớn thuận theo ý trời thuận theo ý dân mang quân diệt trừ giang nịnh hùng binh trăm vạn sĩ khí như cầu vồng. cũng vào ngày này trong thành trường an vài đại thần phụ chính thảo luận tới hai canh giờ, cãi nhau tới mặt đỏ tai hồng, cũng không biết làm đổ mấy chén trà, mắng mấy câu con mẹ nhà ngươi, cuối cùng khi cơn giận tiêu tan thì đạt thành nhất trí. Mặc kệ hoàng đế còn sống hay là đã chết, hiện tại bọn họ đều coi hoàng đế đã chết rồi. Vài trọng thần tiến vào cung gặp mặt hoàng hậu, lại nghị sự trong cung phượng loan một canh giờ. Lúc các đại thần cuối người lui ra, hoàng hậu nương nương hai mắt đẫm lệ. Cái trống trước cửa điện thái cực chợt vang lên, quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong kinh thành nghe thấy tiếng trống vội vàng tiến tới dương thừa càn mấy trăm triều thần không yên bất an đi vào chỉ nhìn thấy một vị đại nhân mặc tan phục đứng ở trước cửa điện thái cực tay giơ cao ý chỉ chờ sẵn ở đó đây là ý chỉ của hoàng hậu nương nương hoàng đế thân chinh tiêu diệt phản tặc ở tây bắc đại tùy gột rửa quần khấu đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhưng trời không cho thời gian bệ hạ bệnh nặng long thể quy thiên Thiên hạ không thể một ngày không có chủ, đại tùy không thể một ngày không có đế. Sau khi hoàng hậu nương nương và các đại thần phụ chính khẩn cấp thương nghị, nên đón thái tử Dương Thừa Càng lập tức kế vị, đăng cơ đại bảo. Tất cả quần thần đều sửng sốt, không biết là ai khóc thét lên, theo sát đó là từng tràng bi thương, phô thiên cái địa. Mặc kệ là khóc thật hay khóc giả, ngày đó ở trước điện thái cực, có mười mấy đại thần khóc tới ngất đi, có mấy trăm người khóc tới không sức để đứng lên phải nhờ ngự tiền thị vệ đứng dậy. Bất kể là giả vờ hay là khóc thật, thì hôm đó mắt tất cả đều đỏ hồng. Thái tử Dương thừa càng mới hơn 11 tuổi liền biến thành vị trí tôn mới của Đại Tùy. Đứa nhỏ mặc long bào ngồi trên long ỷ, vẻ mặt còn mang theo mờ mịt và sợ hãi. Các cung nữ tất bật qua lại đeo vải trắng lên người các triều thần. Trong cung thái cực, cờ trắng được treo lên, giống như là tuyết lớn rơi ngày hè. Tiếng trống tan vang dội trong thành khiến cả trường an đều kinh hoàng dân chúng nghe được tin hoàng đế băng hà ở tây bắc tất cả đều sững sờ không ai dám tin vị hoàng đế đang tuổi tráng niên kia lại chết như vậy bọn họ nhớ mang máng lúc hoàng đế thân chinh ra khỏi thành hăng hái giống như mới lúc hoàng đế mới đăng cơ ở trên cửa cận thiên cảnh dân chúng phía dưới thì vẫy tay chào mừng người trẻ tuổi thì ngơ ngẩn không biết làm sao người già thì quỳ xuống đất khóc trống tân hoàng tuổi nhỏ mọi việc đều phải do những đại thần phụ chính được hoàng đế giao trách nhiệm trước khi thân chinh xử lý. Sau đại lễ đăng cơ là thảo luận phái ai lãnh binh nên đón linh cửu của hoàng đế trở về. Đương nhiên, cái này chỉ cần làm dáng mà thôi. Lúc trước hoàng đế lưu lại ba người đứng đầu triều thần, một là hoàng môn thị lan bùi diễn, hai là binh bộ thượng thư tông lương hổ, ba là đại học sĩ ngưu tuệ luân. Đại tướng quân hứa hiếu cung và lưu ân tỉnh xuất quân trở về kinh thành, việc đầu tiên chính là bắt bùi diễn, lục soát bùi gia. Cho nên khi hoàng hậu nương nương ra mặt, đại thần phụ chính từ ba vị tăng lên bốn vị, hai văn hai võ. Đại học sĩ Ngư Tuệ Luân được Thái Hậu Phong làm phó xạ, binh bộ thượng thư Tông Lương Hổ Thăng làm nạp ngôn. Hai vị đại thần phụ chính còn lại, vốn đám triều thần quả quyết không đồng ý do võ tướng đảm nhiệm, nhưng thời thế bức bách, không phải do bọn họ làm chủ. Hoàng hậu nương nương chỉ định Dương Thuận Hội làm nhiệm vụ bảo vệ thành Trường An. Dương Thuận Hội là hoàng tộc nên không ai phản đối. Còn đại tướng quân Hứa Hiếu cung thì công trở về kinh thành Diệt Trừ Giang Ninh nên cũng được chỉ định. Lúc này, mọi người mới chú ý tới vị hoàng hậu nương nương bình thường nổi tiếng là ôn lương thuộc đức, hóa ra lại quả quyết như vậy. Trong hơn chục năm hoàng đế kế vị, hoàng hậu nương nương chưa bao giờ hỏi tới chính vụ, chỉ tập trung quản lý ngăn nắp hậu cung. Trừ một số đại lễ không thể không tham dự, thì rất ít khi xuất đầu lộ diện. Nhưng đối mặt với cục diện khó khăn như vậy, nàng xử lý rất là thích đáng. Nên dùng sẽ dùng, đáng chết sẽ giết, không chút do dự nào. Giang Nam, ung vương tiến quân, chiên trống vang trời, cờ bay phấp phới, các tướng sĩ khoác lụa đỏ. Thành Trường An, Hoàng đế Quy Thiên, khắp nơi thê lương, cờ trắng bay phấp phới, đám triều thần mặc áo trắng. Ở đầu Trường Giang, Thanh niên họ Phương đang nghe truyện trên TV audio CV không biết cảm ứng được gì hay là nghĩ tới chuyện gì đó mà khá trầm tư. Hết nhìn đông lại nhìn bắt, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm rượu, khóe miệng khẽ nhếch, nói ra một câu khiến người ta không hiểu ra sao bao nhiêu nhân vật đó, hãy nhìn ngày hôm nay. Đám người Phương giải lên thuyền, ngược dòng mà đi. Đại quân lên thuyền ở chỗ giao nhau giữa Trường Giang và Nghi Thủy, sau đó dọc theo đường sông đi về phía tây tới sông Hoàng Ngưu. Đi mất 7 ngày tới quận Cô Xuyên thuộc Hoàng Dương Đạo, rồi phải mất chừng 10 ngày mới tới núi Chu Tước. Trước đó Ngô Nhất Đạo phân công người mang lương thảo đi tới sơn trại trước, mà người phụ trách chính là La Úy Nhiên. Nếu Ngô Nhất Đạo đã lựa chọn phương giải, thì không khác nào mở một cánh cửa thật lớn cho phương giải. Hàng thông thiên hạ có căn cơ khổng lồ như vậy, tuy vì nội chiến mà sự liên lạc giữa các cửa hàng bị cắt đứt không ít, việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng lớn, nhưng Ngô Nhất Đạo không hề cảm thấy đau lòng gì đây là chuyện tất nhiên phải xảy ra, căn bản vô lực thay đổi. Hơn nữa, hàng thông thiên hạ vốn thuộc về hoàng đế. Hiện tại nó đã thuộc về bản thân y, trước kia dù hàng thông thiên hạ có khổng lồ hơn nữa thì y cũng chỉ là người quản lý. Mà giờ hàng thông thiên hạ dù nát hơn nữa, thì do y nắm giữ. Đứng ở đầu thuyền, nhìn ngàn cây bùn tiến về phía trước, trong lòng liền khoáng đạt theo. Sông lớn chảy cuồn cuộn không ngừng, giống như dòng chảy lịch sử vĩnh viễn không thể nghịch chuyển được. Phương giải đứng thẳng tắp đón gió vả vào mặt, bỗng nhiên có một kích động muốn hét thật lớn. Nói thật, lúc mới tiến vào thế giới này, Phương giải thật không có một ngày mình lại chơi trò chơi lớn như vậy. Chỉ có điều, thế gian này không có nhiều người tư cách để chơi. Kiếp trước chỉ là một dân chúng bình thường, mơ mộng lớn nhất cũng chỉ là mua sổ số trúng giải thưởng lớn. Mà ở kiếp này, từ lúc trốn chết tới con đường làm quan rồi tới hiện tại gia nhập vào trận chiến giành thiên hạ, Phương giải mất 10 năm mới làm quen được. Cho dù tới hiện tại có đôi khi Phương giải nhớ lại, vẫn cảm thấy tất cả như mộng ảo, không quá chân thật. Thật giống như ông trời mang hắn tới nơi này, chính là vì ngày hôm nay. Nói thật, hắn rất cao hứng. Sự khẩn trương, kích động không yên lúc đầu dần tán đi, thay vào là cao hứng. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào xuyên việc mà tới, chỉ sợ đều cao hứng. Mỹ nhân, Giang Sơn đang vẫy gọi, nếu không hăng hái tiến về phía trước, chẳng phải lãng phí cơ hội này sao? Đang nghĩ gì vậy? Ngô Nhất Đạo đi tới đứng bên cạnh hắn, miễn cười hỏi. Đang nghĩ ngày mai làm gì? Phương giải trả lời. Ngô Nhất Đạo gật đầu. Nghĩ tới ngày mai là đúng, ngàn vạn lần chớ nghĩ tới ngày hôm qua, cũng không cần nghĩ quá nhiều tới ngày hôm nay. Nghĩ nhiều tới ngày hôm qua là biểu hiện của sự già yếu. Nghĩ nhiều tới ngày hôm nay, sẽ lo được lo mất. Chỉ nghĩ tới ngày mai, thì mới càng tiến càng như ý. Hầu gia Phương giải liếc nhìn ngô nhất đạo một cái, rất chân thành nói. Ta muốn cười. Ha ha. Ngô nhất đạo bật cười trước, rất niềm nở. Đang lúc tuổi trẻ thì đắc ý sao không cười lên, ra vẻ thâm trầm làm gì. Ngạn chi cho khó chịu, cười lên, vì sao không cười. Phương giải cũng cười ha hả theo. Hai người sóng vai đứng ở đầu thuyền, theo gió vượt sóng. Phía đông nam của Hà Đông Đạo chính là Thiểm Bắc Đạo. Qua Thiểm Bắc Đạo thì tiến vào địa giới Trung Nguyên theo nhận thức hẹp của mọi người. Đi ngang qua Thiểm Bắc Đạo dài 1.600 dặm liền tiến vào Giang Bắc Đạo, sau đó lại đi ngang qua 600 dặm về hướng Bắc là tới Kinh Kỳ Đạo. Hà Đông Đạo có nhiều núi, mà Thiểm Bắc Đạo thì phần lớn là cao nguyên, nhưng nơi này không thiếu mưa, cho nên dân chúng khá giàu có. Thiểm Bắc nhiều cự phú, phong thổ nơi này hơi khác với Trung Nguyên. Rất nhiều người ở đây làm việc kinh doanh buôn bán, cho nên cấp bậc sĩ nông công thương ở nơi này khá mơ hồ. Vì vậy thường xuyên có thể nhìn thấy trang viên tư nhân được xây dựng với quy mô lớn ở những nơi núi xanh nước biếc. Kỳ thực gọi nói là bảo trại thì thích hợp hơn. Bảo trại bình thường xây dựng theo địa thế, tường viện xây dựng giống như là tường thành, cao lớn chắc chắn, có không ít tư binh hộ viện. Bảo trại như vậy, cho dù binh mã mấy nghìn người vây công cũng chưa chắc phá được. Trên quan đạo, hơn 200 tinh kỵ bảo vệ một cỗ xe ngựa đi nhanh. Xe ngựa không có bất kỳ dấu hiệu tượng trưng nào, nhưng nhìn đám kỵ sĩ liền biết, gia đình giàu có bình thường tuyệt đối mời không nổi bảo tiêu tinh nhuệ như vậy. Mặc dù những kỵ sĩ này không mặc giáp, nhưng chỉ cần là người tu hành liếc mắt có thể nhìn ra, mỗi người trong đó đều có tu vi không tầm thường. Đánh xe là một lão già thoạt nhìn 50 tuổi, màu da rất trắng, trắng kiểu hàng năm không có mấy ngày tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ông ta ngồi trên xe ngựa, sóc nảy theo cổ xe. Cảnh tượng rất hài hòa, giống như ông ta là một phần của cổ xe vậy, dù sóc nảy hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì tới ông ta. Ông ta thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với người trong xe ngựa, nhưng người trong xe ngựa rất ít khi đáp lại. Bệ hạ. Lão già đánh xe vừa vung roi ngựa, vừa nói. Nếu bệ hạ cảm thấy khó chịu, thì mở cửa sổ ra. Cảnh sát ở thiểm bắc đạo không tồi đã chạy liên tiếp nhiều ngày như vậy rồi nếu bệ hạ cảm thấy không khỏe thì nói cho nô tài nô tài liền dừng xe lại đỡ bệ hạ đi dạo một vòng không cần trong xe truyền tới một thanh âm đứt quảng chưa tới thành trường an cụ cụ thì chưa dừng lại thanh âm của người trong xe ngựa sen lẫn tiếng ho khang ho rất kịch liệt lão già đánh xe to mày trong mắt đầy vẻ lo lắng nếu không phải bắt đầu bố trí từ rất lâu trước thì một nơi tốt như núi chu tước đã không rơi vào tay phương giải rồi núi chu tước kéo dài hàng trăm dặm chia hoàng dương đạo ra làm hai phần phía tây là một khu đất rộng lớn bị ngăn trở bởi nửa ngọn núi chu tước bên kia phía tây là phía nam bắc của núi lan nhũ tuy rằng nơi này rộng hàng nghìn dặm nhưng do giao thông bế tắc nên dân bản địa cơ hồ đã rời đi hết đó cũng là nơi duy nhất của đại tùy không bố trí quan đạo ở thời thái bình nơi này hoang vắng giao thông đi lại khó khăn dù nhiều cảnh đẹp nhưng chẳng mấy ai muốn tới đó sống. Tới thời loạn thế, lại trở thành một nơi thích hợp nhất để tụ binh. Đằng trước có núi Chu Tước ngăn cản, là một hàng rào thiên nhiên, phía sau là vùng đất hoang vắng, tuy đã nhiều năm không có ai trồng trọt, nhưng chỉ cần khai khẩn thì liền biến thành ruộng tốt. Trước khi phương giải xuôi nam, Ngô Nhất Đạo đã an bài người chiêu binh ở Hoàng Dương Đạo rồi. Ước chừng có 7-8 nghìn người đang xây dựng sơn trại, khí thế ngất trời. Một nhánh sông Hoàng Ngưu chảy dài dưới chân núi Chu Tước. Tuy đường sông khá hẹp, nhưng thuyền lớn vẫn có thể miễn cưỡng đi vào được. Mà sau khi tới nơi này, công trình lớn nhất của phương giải chính là nối cái hồ rộng hơn 10 dặm với nhánh sông Hoàng Ngưu lại để mở rộng đường sông. Hai tháng kế tiếp mấy vạn người đều đang bận rộn với công việc này. Sau khi đường sông được mở rộng, thuyền lớn có thể đậu trên mặt hồ. Sau đó là xây dựng thủy trại, giúp thuyền lớn có thể đi lại dễ dàng sau khi mở rộng đường sông lại xây thêm một thủy đạo ở bên khác của hồ như vậy dòng nước liền tạo thành một vòng tuần hoàn giống như là quốc lộ của thời hiện đại đội tàu tiến vào hồ đi ra từ đường khác tránh vì chật chội mà đụng vào nhau thủy lộ thông thuận giống như mở ra một cánh cửa tiện nghi cho hắc kỳ quân với năng lực của hàng thông thiên hạ vật tư có thể theo thủy lộ vận chuyển tới liên tục tân binh thợ thủ công xây dựng sơn trại trên núi chu tước binh lính hắc kỳ quân thì mở rộng đường sông ba tháng đầu phương giải không hề có bất kỳ tính toán tiến binh nào mà tới lúc này cũng không cần phải giấu giếm nữa việc chiêu mộ binh lính có thể đưa ra ngoài ánh sáng dân chúng hoàng dương đạo căm hận tả tiền vệ của la diệu cho nên đầu nhập không ít phương giải vẫn dựa theo nguyên tắc chiêu mộ binh lính là chọn những người ưu tú còn thiếu niên và người già thì cho năm cân lương thực cùng 10 đồng tiền để bọn họ về nhà đương nhiên như vậy liền có không ít người tới báo danh vì lương thực nhưng phương giải không vạch trần chỉ cần không lặp lại là được đối với cách làm đó đám người ngô nhất đạo khen không dứt lời hiện tại căn cứ chưa ổn định nắm bắt nhân tâm của dân chúng mới là việc lớn chính như lúc nghị sư phương giải từng nói đừng để dân chúng nghĩ rằng hắc kỳ quân trên núi chu tước là một đám sơn tặc cường đạo mà là một đội quân yêu dân bảo vệ dân chỉ khi được dân chúng địa phương tán thành thì mới tính là ổn định căn cơ mấy ngày này phương giải giám sát sát sao đường sông binh lính khá nhiệt tình cho nên tiến độ rất nhanh sau khi chuẩn bị xong phân dòng thì tốc độ mở rộng đường sông cũng nhanh không ít đứng trên đê cao phương giải dùng thiên lý nhãn nhìn binh lính đang nhiệt tình làm việc cười nói sau khi mở rộng đường sông là có thể xây dựng thủy trại ở trong hồ đoàn tướng quân đây là việc mà ngươi am hiểu nhất ta liền giao cho ngươi làm đoạn tranh cười nói. Đại tướng quân, theo ta thấy, nơi này không phải là nơi ở dài lâu, hơn nửa đội thuyền của chúng ta chỉ có hơn 200 chiến thuyền, phần lớn là thương thuyền, cho nên cần xây dựng nhiều cầu dở hàng hóa. Về phần thủy trại, thì cũng không cần phải xây dựng khổng lồ kiên cố. Phương giải gật đầu. Đúng vậy, nơi này chỉ là tạm cư. Tuy nhiên nơi này tiến có thể công, lui có thể thủ, không thể vứt đi thủy trại xây như thế nào thì ngươi cứ nói là được cần bao nhiêu người bao nhiêu tiền bạc lương thực thì tới tìm hầu gia ngô nhất đạo nói mua bán chỉ có vào không có ra thế này ta làm đủ rồi phương giải cười ha hả chợt thấy phía xa xa có một thân ảnh cao lớn cúi đầu đi qua đi lại đường sông như đang trầm tư cái gì đó phương giải chỉ vào người nọ nói với thân binh gọi an đức lỗ tới đây sao người này chạy tới tiếp đây làm gì An Đức Lỗ là người tới từ một công quốc tên là Râu ở bên kia biển rộng, là thợ thủ công hỏa khí mà ngô nhất đạo ủy thác cho thương nhân đông sở mời tới. Người này là một tội phạm ở công quốc Râu do bị người hãm hại mà gia nghiệp bị cướp đoạt. Dưới sự giận dữ, y đánh chết người rồi bị đưa vào nhà giam. Thương nhân đông sở dùng 100 lượng bạc cùng một bình sứ đại tùy chuột y ra. Sau đó lại bảo y chiêu mộ thêm vài thợ thủ công chế tác hỏa khí khác tới đại tùy họ đều là những dân chúng nghèo khổ sống ở tầng thấp nhất. Y có khuôn mặt điển hình của người nước ngoài, tóc quăng màu vàng, con ngươi màu lam, rất cường tráng, nhưng căn bản không biết đánh nhau. Y từng có kinh nghiệm bị người ta đánh gãy sống mũi ở quán rượu, mà đối thủ chỉ là một lão già 60 tuổi. Thuộc hạ vội vàng đi gọi An Đức Lỗ tới. An Đức Lỗ nghe nói là phương tướng quân tìm Y, Y liền chạy về hướng này. Sau khi tới Đại Tùy, y lập tức bị nền văn hóa ở quốc gia này mê hoặc. Trong suy nghĩ của y, Phương Giải là một nhân vật lớn tương đương với công tước ở công quốc Râu Đại nhân tôn kính, ngài muốn tìm ta có việc gì? An Đức Lỗ chào theo kiểu quốc gia Râu Sờ, tiếng Hán của y miễn cưỡng đủ để biểu đạt ý tứ. Sao ngươi lại chạy tức tới đây làm gì? Phương Giải chỉ về hướng sơn trại. An Đức Lỗ có chút ưu thương nói. Ta nhớ gia đình của ta đại nhân tôn kính nếu ngài có biện pháp liệu có thể mang cả gia đình của ta tới nơi này được không ta là tội phạm chỉ cần trở lại công quốc râu sờ thì sẽ lập tức bị bắt rồi xử bắn nhưng ta còn có một em gái và em trai cần ta chiếu cố ta không ở bên cạnh hai đứa chắc cuộc sống của hai đứa rất khổ sở lão sắc lan ân cách kia đã sớm không có ý tốt với em gái của ta ta rất lo lắng cho hai đứa vậy à phương giải quay đầu nhìn ngô nhất đạo nói hầu gia nếu như có thể nhờ thương nhân đông sở dẫn người nhà của an đức lỗ tới đây còn có người nhà của những thợ thủ công kia nữa thì bọn họ mới yên tâm làm việc ngô nhất đạo ừ một tiếng nói đã phái người đi làm nhưng muốn từ nước râu sờ mang đi mấy chục người cũng không phải là chuyện dễ dàng phương giải gật đầu khó hơn nữa cũng phải làm tốt an đức lỗ phương giải nói với an đức lỗ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mang được người nhà của ngươi tới mặt khác ta có chuyện muốn hỏi ngươi phương giải nghĩ một lát rồi nói hiện tại chúng ta chế tạo súng nguyên liệu đều phải nhập từ thương nhân đông sở chẳng hạn như nòng sùng thứ này đại tùy còn chưa làm được ngươi cảm thấy có biện pháp nào có thể vận chuyển cả máy móc cần thiết ở công quốc râu sờ tới nơi này không đại nhân tôn kính của ta An Đức Lỗ kinh hô một tiếng. Việc này quá khó khăn, đó là thứ thuộc về quân đội, muốn vận chuyển ra ngoài thì muôn ngàn khó. Nếu không phải cái tên trong coi kho phòng tham tiền, thì khéo linh kiện cũng không có biện pháp nào mua được. Luôn có biện pháp. Phương giải vỗ vai y nói. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ ra biện pháp vận chuyển máy móc từ công quốc trâu sờ tới đây, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi một yêu cầu. Ngươi biết là ta có năng lực đó an đức lỗ quay đầu nhìn thoáng qua mấy vạn binh lính đang làm việc đằng sau không hề nghi ngờ với lời của phương giải ta biết ngài có năng lực đó được rồi ta sẽ cố hết sức nghĩ biện pháp tuy nhiên ngài thực sự có thể thỏa mãn ta một nguyện vọng phương giải gật đầu trừ chuyện ngươi muốn làm hoàng đế an đức lỗ vội vàng lắc đầu không không ta không muốn làm hoàng đế ta chỉ muốn chỉ muốn để tiểu thư ngô ẩn ngọc trở thành vợ của ta với ta nàng ấy chẳng khác nào thiên sứ, ta đã mê luyến nàng ấy mất rồi. Nếu như có thể để nàng ấy trở thành vợ ta, ta nguyện ý trả giả hết thảy để đổi lấy. Tất cả mọi người hơi sững sờ, tử sắc tài ở đằng sau không nhịn được bật cười. Khuôn mặt ngô nhất đạo cũng co quắp vài cái, sau đó nhìn về phía phương giải. Phương giải cũng có chút ngạc nhiên, hắn trầm mặt một lúc rồi vương hai tay đặt lên vai An Đức Lỗ, rất nghiêm túc nói. An Đức Lỗ, ở quê hương của ngươi, nếu hai nam nhân cùng thích một cô gái, thì giải quyết như thế nào? An Đức Lỗ trả lời. Quyết đấu. Phương giải ừ một tiếng, nhìn An Đức Lỗ, rất nghiêm túc hỏi. Ngươi có mối quan hệ như thế nào với y quan ở sơn trại? Rất tốt, đó là một người tốt. Bọn ta thường xuyên uống rượu với nhau. Y hay mời ta uống rượu thiêu đao tử của đại tùy các ngươi. Rượu kia quá cay, ta thích bia của công quốc trâu sờ hơn, hương vị rất tuyệt có cơ hội ta xin mời ngài một cốc thêm món lạp xưởng thì đúng là nhân gian mỹ vị ta từng nói qua với y quan tương lai sẽ cho y một thùng bia an đức lỗ nói phương giải rất nghiêm túc nói có lẽ người đó phải chiếu cố ngươi một thời gian dài rồi phương giải tất nhiên sẽ không thực sự đánh an đức lỗ lúc trước ngô nhất đạo nói gả ngô ẩn ngọc cho phương giải đây không phải là lời nói đùa nếu không phải phương giải kéo an đức lỗ sang một bên thì rất có khả năng tán kim hầu ném cái tên ngốc này xuống sông rồi cái này thực sự rất khó phòng thí nghiệm bên trong xưởng an đức lỗ không hiểu được suy nghĩ kỳ lạ của phương giải hiện tại ta đã cố gắng đơn giản súng dài rồi tốc độ lắp đạn bóp cò đã nhanh hơn lúc trước một phần ba đại nhân tôn kính của ta liên phát mà ngài nói đúng là một tư tưởng thiên tài nhưng ta thực không làm được với năng lực bây giờ của ta ta không nghĩ không chỉ là ta dù là ai cũng không làm được. Phương giải gật đầu, biết rằng ở thời đại này súng tiểu liên đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ. Luận về lực sát thương, hỏa thương của công quốc trâu sờ còn không bằng liên nỏ. Mặc dù trang bị cho quân đội, nhưng nếu như kẻ thù có mấy vạn cung tiễn thủ, thì hỏa thương không hề có ưu thế gì. Tầm bắn không bằng, quy lực của đạn cũng nhỏ. Hiện tại thứ này chỉ có thể coi là vũ khí ở tầm trung bình, còn phải trang bị với số lượng lớn mới có tác dụng mà Sở Dĩ Phương giải An Đức Lỗ không ngừng nghiên cứu, là vì hắn tin tưởng rằng khoa học kỹ thuật ở thời này đã bắt đầu tiến bộ. Tuy hỏa khí còn rất yếu, nhưng ở kiếp trước, khi vũ khí lạnh đấu với vũ khí nóng thì tổn thất rất lớn. Phương giải không quên kiếp trước quốc gia của mình đã chịu những thiệt thòi như thế nào. Vậy cứ để tạm đó đã. Phương giải hỏi. Pháo tới đâu rồi? Có thể làm được ở đại tùy không? An Đức Lỗ lắc đầu. Không có khả năng. Chỉ có mấy người bọn ta cùng đám học đồ này, nếu không có nhà xưởng thì căn bản không đúc ra được pháo. Phương Giải không nhịn được thở dài. Mặc dù hắn đã sớm biết đáp án nhưng vẫn có chút thất vọng. Hiện tại công nghệ đóng đúc của Đại Tùy còn chưa phát triển, muốn tạo ra pháo thì chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi. Nếu Phương Giải vung tay nói, nếu như có thể trang bị pháo ở trên chiến thuyền thì đội tàu của chúng ta có thể thoải mái khống chế dòng sông rồi. An Đức Lỗ nhìn Phương Giải như nhìn yêu quái. Ta thực sự không tin ngài chưa từng rời khỏi quốc gia này. Tư tưởng của ngài hoàn toàn khác với những người ở đây. Lúc người ở đây nhìn thấy mấy thứ này, trong mắt chỉ có sự ngạc nhiên và hoài nghi, mà ngài thì giống như biết rất nhiều chuyện, chẳng thấy kỳ quái gì cả. Phương Giải cười cười, đang định lên tiếng thì chợt có một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào bởi vì hắn là người được ông trời lựa chọn. Người được ông trời lựa chọn thì vừa ra đời liền biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết, là kiến thức bẩm sinh, không cần phải học ở đâu. Trong lòng Phương giải chấn động mạnh, quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Đại Quốc Sư Môn Nguyên Tan Táp Táp đã xuất hiện ở cửa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.